Kính Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lại nói lúc bây giờ, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội liên tục ho ra máu, thương thế rất nặng, rất khó mà cử động được. Hai vị yêu tộc liếc nhau, lòng khiếp sợ. Trước đây khi Trung Nhạc cùng bọn họ rời khỏi Cô Hà Thành thì tu vi thực lực sấp xỉ bọn họ, thậm chí thực lực của cả hai còn cao hơn hẳn Trung Nhạc. Mà giờ đây Trung Nhạc đã có thể tranh cao thấp với đẳng vương của Hãm Không Thánh Thành, sự tiến bộ ấy thật là kinh người. Đẳng vương là đệ nhị cao thủ thoát thai cảnh của Hãm Không Thánh Thành, gần như có thân bất tử. Kẻ giao chiến với y, dù thực lực có mạnh hơn thì nhưng cuối cùng rồi vẫn chết ở trong tay của y, chẳng thể làm gì được. Trong lần giao chiến trước đây, có luyện khí sĩ đã chặt bỏ đầu của y, nhưng y lại mọc ra một cái đầu khác. Cuối cùng kẻ chết lại là vị luyện khí sĩ kia. Ngư Huyền Cơ nói với sắc mặt ngưng trọng: nếu giao chiến với y, Long Nhọc huynh nên cẩn thận một chút, tới nay vẫn chưa có luyện khí sĩ nào phát hiện được nhược điểm của y. Hồ Thất Muội cũng gật đầu nói: thực lực của y rất mạnh, truyền thừa lại thần bí. Có lần y có xung đột với một vị cường giả khai luân cảnh đã tu thành ngũ hành luân ở Hãm Không Thánh Thành. Y thậm chí đã xông tới tận hang ổ của đối phương, giết sạch già trẻ lớn bé nhà cường giả kia. Khắp núi đồi là quái đằng, tiêu diệt toàn bộ luyện khí sĩ và yêu tộc lớn nhỏ. Vị cường giả khai luân cảnh kia chẳng thể làm gì y được, thậm chí dùng lửa đốt cũng chẳng thương tổn được tính mạng của y. Cuối cùng vị cường giả ấy thân bại danh liệt, bị ép cho phải đi thật xa, né tránh đẳng vương. Long Nhạc huynh, bọn ta có lẽ chẳng thể trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành chủ nữa rồi, giờ chỉ có trông cấy vào ngươi mà thôi. Bọn họ bị thương nặng, liệu còn sống sót trở về hay không còn không rõ. Nay chỉ có Trung Nhạc giữ được trạng thái toàn thắng, bởi vậy đệ tử quan môn của Thánh Thành chủ chỉ có thể là Trung Nhạc hoặc là đẳng vương. Nếu Trung Nhạc thắng, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội còn có hy vọng giữ được mạng sống, dẫu sao bọn họ chí ít còn có chút giao tình. Nếu đẳng vương thắng, vì đảm bảo bản thân nhất định trở thành đệ tử của Thánh Thành chủ, y sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cho nên Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều mong mỏi Trung Nhạc sẽ thắng. Đẳng vương là cao thủ thứ hai ở Thánh Thành sao? Trung Nhạc kinh ngạc bèn hỏi: như vậy đệ nhất cao thủ là ai? Là Thiên Yêu Lê Quân, Hồ Thất Muội đáp. Thiên Yêu Lê Quân là đệ nhất cao thủ thoát thai cánh mà Thánh Thành chủ bổ nhiệm, đẳng vương xếp ở vị trí thứ hai. Lần này Thiên Yêu Lê Quân cũng vào Hắc Sơn biết cánh, thế nhưng tới nay chưa thấy gã xuất hiện, hẳn là đã chết trong rừng rậm, cho nên đẳng vương mới là đệ nhất ở Thánh Thành. Thiên Yêu Lê Quân ư? Trung Nhạc suy tư nói. Vậy thực lực của gã so với đẳng vương thì như thế nào? Bọn họ chưa từng giao thủ bao giờ, nhưng Thánh Thành chủ nói Lê Quân đứng đầu tiên, như vậy Lê Quân chắc chắn lợi hại hơn đẳng vương rồi. Ngư Huyền Cơ chớp mắt nói. Theo suy đoán của ta, nhược điểm của đẳng vương là ở chân của y, là nguyên hình của y, gốc rễ. Rễ đứt rồi cây sẽ chết đi. Nếu Long Nhạc huynh giao thủ với y, hãy chém đôi chân này. Nếu chém đầu của y thì sẽ bị y thừa dịp đánh lại. Hồ Thất Muội lắc đầu nói. Chân của đẳng vương từng bị người ta chém đứt rồi mà không hề chết đi. Kẻ chết là đối thủ của y kìa, cho nên nhược điểm không phải là đôi chân. Nếu dây leo mà đứt, rơi xuống đất rồi vẫn mọc dễ được. Sinh mệnh lực ngoan cường tới đáng sợ. Đẳng vương là dây leo tu thành yêu, về sinh mệnh lực hơn xa lại dây leo bình thường. Chặt chân y căn bản không làm gì được y cả. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Chém đầu chém chân đều không thể làm gì được y, vậy nhược điểm của y nằm ở đâu đây? Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều cảm thấy khó giải quyết vô cùng.
Yêu tộc thường do mãnh thú tu luyện thành, nhược điểm đều là trái tim và đầu. Mà yêu do dây leo tu thành thì nhược điểm nằm ở đâu, bọn họ thực sự không biết. Qua lúc sau, Trúc Nhạc nắm rõ tất cả đạo biến hóa của đồ đằng văn trong thiên trận pháp trên bức tường, bèn đứng lên dặn hai người kia: "Hai vị cứ ở đây dưỡng thương, ta đi một lúc rồi về." Ngư Huyền Cơ khạc ra máu cười thảm: "Long Nhạc huynh, nếu ngươi không quay lại, mà quay lại là đằng vương, thì sợ rằng bọn ta cũng theo ngươi lên đường thôi." Hồ Thất Muội gắng ngượng ngồi dậy: "Đằng vương lòng dạ ác độc, nếu y trở lại nhất định sẽ tiêu diệt hai ta. Với thương thế hiện giờ, bọn ta không thể chống lại y được. Long Nhạc huynh nhất định phải cẩn thận." Trung Nhạc gật đầu bước lên cầu treo, lạnh nhạt nói: "Hai người cứ yên tâm, người có thể ra khỏi yêu thần Minh Vương cung này nhất định sẽ là ta." Đồ đằng văn tự động hiện ra trên cầu, trận thế vận chuyển, mà Trung Nhạc cũng vận chuyển yêu thần Minh Vương quyết mà hắn lĩnh ngộ được. Thân thể là thân thể Minh Vương với 8 cánh tay, nguyên thần sừng sững ở phía sau cũng hiện ra nguyên thần chiến đấu có 8 cánh tay. 8 cánh tay vung lên 16 món vũ khí: đao, kiếm, chùy, song, thuẫn, song câu trong tay, tạo nên hai tòa bắt cực sát trận. Sát trận vận hành đối ứng với đồ đằng văn trên cầu. Đồ đằng văn trên cầu càng lúc càng nhiều, hóa thành trận pháp bắt cực sát trận, vận hành và thay đổi liên tục. Thân thể và nguyên thần của Trung Nhạc cũng thi triển ra biến hóa tương tự, không hề xa lệch chút nào. Nếu xa lệch đi sẽ bị bắt cực sát trận và đồ đằng văn trên cầu biến thành giết ở trong trận. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội bị trọng thương chính là vì vậy. Đột nhiên bờ vai Trung Nhạc khẽ run, hai tòa bắt cực sát trận bỗng có chút vận hành không được. Dẫu sao, về mặt trận pháp hắn chẳng hiểu mấy, chỉ tu luyện qua kiếm trận tơ kiếm, kiếm kiển không hoàn chỉnh. Mà bắt cực sát trận của yêu thần Minh Vương Quyết lại phức tạp vô cùng. Hắn tuy cố lắm mà lĩnh ngộ được đạo biến hóa của trận pháp, nhưng về việc vận hành nó thì không được linh hoạt cho lắm. Một bước sai từng bước sai, bắt cực sát trận của Trung Nhạc nhất thời hỗn loạn, bị sát trận trên cầu xâm nhập, trên người hắn lập tức xuất hiện vết thương. Oanh một tiếng, đồ đằng văn hóa thành một cái chùy lớn nện thật mạnh lên lồng ngực của hắn, lại có song câu móc tới cổ hắn, mà đao và kiếm thì chém vào thân thể, huyết quang hiện lên. Trung Nhạc thét lên một tiếng, lùi ra sau hai bước, 8 cánh tay vung vẩy khiến bắt cực sát trận khôi phục như thường. Đồ đằng văn trên cầu bình lặng trở lại, tương dung với đồ đằng văn trận pháp của hắn. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội suýt thì hô to: nếu Trung Nhạc chết trên cầu hoặc bị trọng thương, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết đi. Cho nên cả hai đều rất quan tâm tới sự an nguy của Trung Nhạc. Tới khi thấy Trung Nhạc ổn định mọi thứ, bọn họ mới thoáng yên tâm. Trung Nhạc tiếp tục bước đi, không mắc sai lầm nữa. Ngư Huyền Cơ lại khẩn trương thấp giọng nói: sắp tới chỗ Minh Vương thần nhãn trận rồi. Ban nãy ta vì né tránh đồ đằng thần nhãn mà mới rối loạn bước chân, suýt nữa thì bị tiêu diệt. Không biết Long Nhạc huynh có vượt qua được cửa ải này không? Hồ Thất Muội cũng khẩn trương không thôi. Lại đúng lúc này, đồ đằng văn Minh Vương thần nhãn trên cầu bùng nổ, một đạo thần quang bắn tới, phụp một tiếng bắn vào mi tâm của Trung Nhạc. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội hô to, nhắm mắt không dám nhìn. Một lúc sau, Hồ Thất Muội lặng lẽ mở mắt ra thì thấy Trung Nhạc đứng yên trên cầu, mà đồ đằng văn thần nhãn trên cầu hóa thành thần nhãn to bằng cái chậu, bắn ra thần quang không ngừng vọt tới mi tâm của Trung Nhạc. Trung Nhạc đứng đó, 8 binh khí trong tay biến hóa, vẫn diễn biến ra bắt cực sát trận để mặc cho thần quang bắn vào mi tâm của mình. Ngư Huyền Cơ run rẩy hỏi: Long Nhạc huynh, huynh còn sống không? Trung Nhạc quay lưng về phía bọn họ, nên cả hai không tài nào biết được Trung Nhạc có bị thần quang bắn trúng mi tâm đốt cháy đầu óc hay không. Ta không sao, Trung Nhạc đáp lại. Mà lúc này thần nhãn trên cầu kia dần bé lại. Qua thật lâu sau, năng lượng có chứa trong đồ đằng văn của Minh Vương thần nhãn bị tiêu hao sạch sẽ, biến mất không còn chút gì. Vẫn thiếu một chút năng lượng nữa mới có thể luyện nên con mắt thứ ba của Phục Hy. Nhưng thần nhãn thứ ba của ta vẫn đang từ từ hấp thu tinh khí trong nội đan thần thú. Ước chừng 10 ngày sau là có thể hoàn toàn luyện thành thần nhãn này rồi. Trung Nhạc khẽ than một tiếng rồi cất bước đi lên bình đài thứ 6. Hắn nhìn chung quanh chỉ thấy bức tường cung điện trên bình đài này đã bị phá hủy, còn có một dấu móng vuốt thật lớn, không biết
là do yêu ma quỷ quái nào đã để lại. Dấu vết này giống với dấu vết trong Hắc Sơn huyệt động, xem ra ta đoán đúng rồi, quái vật kia quả thực đã tới đây. Trung Nhạc cất bước đi tiếp, chỉ thấy trong cung điện cột đồng đã sụp đổ hơn 10 cái, xung quanh đều là mảnh vỡ hỗn độn của chiến ngẫu. Hẳn là yêu thần Minh Vương chế tạo đám chiến ngẫu này bảo vệ thi thể của mình, kết quả lại bị đại quái vật xâm nhập đánh nát đám chiến ngẫu. Ở cách đó không xa có một hồ máu rộng chừng 2 trượng 4 thước, trong ao không còn máu, chỉ có một tấm bia đá, mà Đằng Vương thì đang đứng trước bia đá kia. Trên bia này có viết: trước khi lâm chung, yêu thần Minh Vương luyện thần huyết của mình ra khỏi cơ thể rồi để vào trong hồ máu này, có thể khiến cho mấy vạn năm cũng không bốc hơi, để cho yêu tộc đời sau tới đây đạt được truyền thừa, dùng để tăng lên huyết mạch và tinh thần cùng thân thể, kế thừa di chí nơi đây. Đằng Vương đột nhiên nói: mà thần huyết trong hồ đã bị con quái vật xông vào nơi đây uống sạch rồi, hèn chi nó có thể giết được thánh thành chủ đời trước đó, ra là tác dụng của thần huyết này. Trung Nhạc bước tới, cẩn thận quan sát tấm bia đá. Trên đó có viết: yêu thần Minh Vương phụ lệnh trấn thủ nơi đây, trông coi bảo vật, chờ bảo vật trưởng thành. Nếu có ai tới được nơi đây đạt được truyền thừa của ông ta, uống thần huyết là có đủ thực lực để di chuyển thân thể ông ta tiến vào nơi phong ấn bảo vật, tiếp tục bảo vệ bảo vật kia. Trung Nhạc ngẩn ra hỏi: thân thể yêu thần Vương ở đâu rồi? Sau đó hắn nhìn thấy thân thể yêu thần Minh Vương, một vị yêu thần có 8 cánh tay nằm trên mặt đất, chỉ còn lớp vỏ da bên ngoài, còn huyết nhục bên trong đã biến mất. Không chỉ như vậy, da của vị yêu thần Minh Vương này cũng lỗ chỗ những vết thủng như bị bầy kiến gặm qua, thần tính trong đó đã xói mòn hết sạch. Thi thể yêu thần Minh Vương bị con quái vật kia ăn rồi. Đằng Vương thở dài, tiếc nuối khôn nguôi. Xem ra không thể đạt được yêu thần Minh Vương quyết hoàn chính, nhưng càng hận hơn là bảo vật mà yêu thần Minh Vương canh giữ bị con quái vật kia bố trí thêm phong ấn rồi. Dây leo như rắn uốn éo trên không trung, xốc bộ xác của Minh Vương lên, để lộ 2 cánh cửa. Trên đó có vẽ hoa văn kỳ quái, ở trung tâm là một con mỗ trùng. Trong cơ thể mỗ trùng này có ngũ độc, mà đầu đằng văn ở trong ngũ độc lại thiếu một phần. Trung Nhạc nhớ tới lệnh bài mà hắn lấy được từ trên người của Trúc Tiên Nhi lúc trước. Hoa văn trên lệnh bài giống hệt hoa văn cánh cửa, nhưng ngũ độc ở ngoài, mẫu trùng ở trong. Nhưng ngũ độc đồ đằng văn này hoàn toàn có thể bổ sung cho ngũ độc đồ đằng văn trên cánh cửa, tạo thành một chỉnh thể. Chìa khóa của cánh cửa này đang ở trên tay ta. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. Bên trong hẳn là bảo vật mà yêu thần Minh Vương phải canh giữ rồi. Còn bây giờ trở ngại duy nhất chính là Đằng Vương này. Hình như Long Nhạc huynh khá là quan tâm tới thứ nằm trong cánh cửa này thì phải. Đằng Vương nhìn chằm chằm khuôn mặt Trung Nhạc, lưu ý từng sự thay đổi về vẻ mặt của hắn. Phong ấn này thiếu một bộ phận, mà thứ đó chính là chìa khóa của cánh cửa. Phong ấn này là do con quái vật rời khỏi nơi này đã để lại. Thực lực của nó hẳn thuộc hàng cự phách, mà trên người lại có thần huyết, lại ăn thân thể yêu thần Minh Vương, ngay cả xương cốt cũng ăn luôn. Nên phong ấn mà nó để lại chắc chắn phải có cự phách tới mới có hy vọng phá giải. Còn Long Nhạc huynh vừa rồi lại có phần vui sướng, hơn nữa ta thấy tim ngươi đập hơi nhanh, hẳn là Long Nhạc huynh có cách mở ra cánh cửa này. Trung Nhạc mỉm cười, lấy khối lệnh bài mà hắn có được từ Trúc Tiên Nhi nói: không sai, chìa khóa này chính là thứ ta lấy được khi giết Trúc Tiên Nhi. Trùng hợp thay là nó có thể mở ra cánh cửa này. Thực không dám giấu, Trúc Tiên Nhi là côn tộc, cũng là đệ tử của con quái vật kia. À, phụng mệnh quái vật tới Hắc Sơn bí cảnh, đoán chừng là muốn xem thánh thành chủ định làm gì cùng bảo vật mà quái vật phong ấn trong đấy. Đằng Vương lập tức thở dồn dập, nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Trung Nhạc. Một lúc sau y bỗng bật cười: Long Nhạc huynh lấy chìa khóa ra, xem ra đã động sắp tâm với ta rồi. Người biết người lấy chìa khóa ra, ta nhất định sẽ ra tay giết ngươi không chút lưu tình. Ngươi đây là đang ép ta giết ngươi, cũng là ép ngươi giết ta. Chìa khóa này liên quan quá lớn, vạn vạn không thể để lộ chút phong thanh nào ra. Nếu tin tức mà truyền ra ngoài, quái vật kia sẽ mò tới cửa, thánh thành chủ yêu tộc cũng sẽ tìm tới, còn dẫn tới vô số nguy hiểm không tên. Bởi vì thứ bị chấn áp trong lòng Hắc Sơn
là ma hồn cấm địa. Trong đó có bảo vật được giấu rất sâu, mà yêu thần Minh Vương chính là vị yêu thần phụng lệnh trấn thủ bảo vật này. Có thể thấy bảo vật ấy sẽ khiến cho kẻ nào cũng phải mơ ước. Có thể nói là khi tin tức về chìa khóa dò dỉ ra ngoài, chắc chắn là đang tìm chết. Sau lưng chìa khóa này là bảo vật mà yêu thần Minh Vương phụng lệnh trấn thủ, cho nên Đằng Vương hay là Trung Nhạc đều không thể để cho đối phương sống sót mà rời khỏi nơi này. Cho nên khi Trung Nhạc lấy chìa khóa ra cho Đằng Vương xem, chính là muốn bỏ qua mọi hy vọng, quyết một trận sinh tử với Đằng Vương. Giữa hai ta vốn chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Ta lấy chìa khóa ra chính là để xác nhận điểm này mà thôi. Trung Nhạc cất chìa khóa đi, thân hình nhoáng lên xuất hiện thân thể Minh Vương, lạnh nhạt nói tiếp. Đằng Vương được xưng là có thân thể bất tử, không có bất cứ nhược điểm nào, ngay cả cường giả đã mở ra ngũ hành luân cũng chẳng làm gì được ngươi. Trên đường tới đây, ta đã nhìn ra thực lực của Đằng Vương, thật khiến người ta phải khâm phục. Hắn đột nhiên dậm chân, cả người như một mũi tên lao ra khỏi cung, giây lát sau liền tới trước người của Đằng Vương. Đằng Vương cũng lập tức xuất hiện thân thể Minh Vương với 8 cánh tay, hai người đồng thời lao vào nhau. Dầm một tiếng, Đằng Vương văng ngược ra, ngã dầm vào một cây cột trụ trong Minh Vương cung. Đằng Vương thất thanh nói: "Khí lực mạnh tới vậy ư? Quả không hổ là Long tộc mà." Y với Trung Nhạc vừa va chạm, liền cảm giác được nguồn sức mạnh kinh khủng bùng nổ ra từ trong cơ thể của Trung Nhạc, theo từng khối cơ bắp, thông qua những gân thịt bám xung quanh xương cốt dưới lớp da kia, truyền những tầng sức mạnh tới bàn tay. Sau đó liền bộc phát, sức bật kinh khủng như phát nổ, đánh bay y. Về mặt sức mạnh cơ thể, y không cách nào đối kháng được với Trung Nhạc. Đằng Vương, về luyện khí sĩ thoát thai cánh ở yêu tộc này, Thánh Thành Chủ xếp ngươi vào vị trí thứ hai, đứng sau Thiên Yêu Lê Quân, chứng tỏ thân thể bất tử của ngươi không phải thân thể bất tử chân chính. Trung Nhạc lần lượt di chuyển, lúc đông lúc tây, làm cho người ta không biết tiếp theo hắn sẽ bước tới phía nào. Hắn dùng 8 cánh tay, lập tức đao, kiếm, chùy, roi, song thuẫn, song câu xuất hiện như một cơn lốc lao tới Đằng Vương. Hắn lạnh lùng nói: "Không phải thân bất tử chân chính là có thể bị giết được." Đằng Vương nhoáng lên, trong tay cũng xuất hiện 8 binh khí, đao quang, kiếm quang lóe lên đánh tới đối phương, mà khiên thì đan sen, song câu móc người. Hai người di chuyển, binh khí tung bay va chạm dữ dội. Đằng Vương lảo đảo cảm nhận được sức bật kinh người từ cơ thể của Trung Nhạc, khiến cho y bị chấn cho đao kiếm hỗn loạn. Cùng là yêu thần Minh Vương quyết, bọn họ tu luyện không thua kém là bao. Vậy mà Trung Nhạc có ưu thế về sức mạnh thân thể, nên cứ thế đè y ra mà đánh. Bát cực sát chấn! Đằng Vương thét lớn, 8 món binh khí đan sen hóa thành bát cực sát trận, y gầm lên: "Bát cực thuẫn sát!" Các món binh khí kết nối uy lực rót vào trong hai tấm khiên. Hai tấm khiên ấy như một bức tường ép Trung Nhạc. Đúng là một trong những biến hóa của bát cực sát trận, tập hợp tất cả sức mạnh thuẫn kích. Bát cực chùy kích! Trung Nhạc cũng thét lên, 8 cánh tay giang ra thi triển chùy kích trong bát cực sát trận. Chùy bổ vào khiên, Đằng Vương lại thét lớn, lảo đảo lùi ra đằng sau. Bát cực đao chám! Ánh đao sáng choang nhảy ra phía sau đại chùy, rào rào chém Đằng Vương. Những ánh đao này như chiếc quạt xòe ra, từ các hướng trái, phải và bên trên chém xuống. Đằng Vương vung tay, song thuẫn hóa thành một mảng khiên. Liên thuẫn bích lũy! Những tiếng cong cong vang lên không dứt, liên thuẫn bích lũy lập tức bị ánh đao chém vỡ, từng đạo kiếm quang đâm xuyên qua mặt khiên nứt vỡ. Bát cực kiếm bích! Xoạch một tiếng, kiếm quang bùng nổ, xâm nhập tới quanh thân Đằng Vương. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, Đằng Vương thấy kiếm chém đến, từng mảnh tóe đằng tung bay. Nguyên thần sau đầu y lập tức nhảy ra, quan tưởng Minh Vương cầm 8 loại binh khí chống đỡ thế công của Trung Nhạc. Thuẫn kích! Trung Nhạc hét to, song thuẫn phát lực đụng thật mạnh vào cả Đằng Vương lẫn nguyên thần của y, đánh dầm lên vách tường. Thú vị đấy! Đằng Vương cả người dán vào bức tường vẫn chưa trượt xuống, y bỗng bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Long Nhạc huynh quả nhiên có chút bản lĩnh mà, đáng để cho ta phải nghiêm túc mà đánh rồi. Trong chớp mắt giao chiến này,
Trên người y đã xuất hiện hơn 10 vết thương, thế nhưng không có vết thương nào chảy máu cả. Một cánh tay của y bị Trung Nhạc chém đứt, tay kia bị chặt đi 3 ngón, mũi thì bị Trung Nhạc gọt đi. Máu thịt trên người bị lóc đi hơn 10 miếng, lại như không bị sao cả. Trung Nhạc đang định lao tới thì đột ngột dừng lại, lộn người về phía sau. Ngay tức khắc mặt đất nứt toác, những dây leo to đùng bỗng bắn ra như kiếm khí phóng tới phía hắn. Trung Nhạc vung tay, 8 binh khí tung bay chặt đứt từng chiếc dây leo. Hắn hạ xuống đất, nhìn về phía Đằng Vương, đồng tử co rút lại. Lúc này trong điện, vô số dây leo như những con đại mãng tung bay đan xen quay xung quanh Đằng Vương, trong khoảnh khắc hóa thành những cơ bắp, huyết quản, xương cốt, ngón tay, ngón chân, đầu và tóc. Bùm! Đằng Vương đáp xuống đất, 8 cánh tay chống đất từ từ đứng lên. Giờ phút này y bỗng hóa thành một người khổng lồ có 8 cánh tay, cao tới hơn 20 trượng, đang nhìn Trung Nhạc với hốc mắt là những dây leo xanh biếc mấp máy như rắn, tạo nên tròng mắt của y. Thân thể đằng nhân này cực kỳ hùng tráng, hoàn toàn khác biệt với hình tượng Đằng Vương, mà lại càng mạnh mẽ hơn. Những dây leo tạo nên chân của y như những con đại mãng uốn éo, như cơ bắp cung cấp sức mạnh cho Đằng Vương. Mà đầu của y do dây leo tạo nên, trái tim cũng làm từ dây leo, hệt như 10 con cự mãng đang quấn quanh trái tim vậy. Long Nhạc huynh, ta rất ít khi dùng hết sức lực, thậm chí còn chưa từng dùng tới 8 phần sức mạnh. Nhưng đối với ngươi, ta sẽ thi triển 8 phần sức mạnh này. Đằng Vương nhìn thân thể mình lộ ra vẻ yêu thích. Thân thể của ta không có khuyết điểm như những yêu tộc khác, sức mạnh của ta cũng đạt tới mức tận cùng. Tinh thần của ta vô cùng khổng lồ, mà đầu óc của ta vô cùng nhạy bén, nguyên thần tràn ngập sức sống. Thánh thành chủ là cái thá gì, nào có học được toàn bộ yêu thần minh vương quyết đấy. Lần này chọn đồ đệ chính là nhờ chúng ta giúp đi bổ sung hoàn chỉnh yêu thần minh vương quyết mà thôi. Một tên thánh thành chủ vô dụng như vậy lại còn nói ta không bằng Lê Quân sao? Trung Nhạc lòng hơi chấn động. Đằng Vương hiển nhiên cũng nhìn ra mục đích thật sự của thánh thành chủ yêu tộc, nên mới nói ra những lời này. Kỳ thực trải qua từng cửa ải, trên cơ bản đã có thể thấy rằng yêu thần minh vương quyết bản đầy đủ đã thất truyền, chỉ còn lại yêu thần minh vương quyết đã không hoàn chỉnh. Dù thánh thành chủ tới đây cũng chẳng đạt được bản hoàn chỉnh, tất nhiên là thiếu pháp môn minh vương thần nhãn. Đằng Vương tung quyền đánh tới với nắm đấm to lớn như núi, nặng nề vô cùng. Tiếng phá không như tiếng sấm đánh, nguồn sức mạnh to lớn hoàn toàn khác hẳn với ban nãy. Thiên yêu Lê Quân chết trong rừng rậm còn chẳng bằng một cái rắm, cũng xứng sánh ngang với ta sao? Thân thể của y khổng lồ, về sức mạnh cơ thể chắc chắn là càng mạnh. Thân hình càng lớn thì càng mạnh, đây là đạo lý hiển nhiên. Một quyền này của y không sử dụng bát cực sát trận, cũng không dùng bát cực binh, mà chỉ là sức mạnh cơ thể không. Nhưng đáng sợ hơn cả bát trận sát cực rất nhiều. Trung Nhạc thét lên sử dụng bát cực sát trận. Ánh đao bay múa, kiếm khí lóe lên, đại chùy trọng kích, trường tiên quét qua, song câu móc xuống, đại thuẫn chống đỡ, cùng nhau đối kháng một quyền này của Đằng Vương. Hai người đụng nhau, vang lên tiếng ầm ầm, cả tòa cung điện rung chuyển. Trung Nhạc tiếp tục quyền này, đao quang kiếm quang cùng song câu rạch ra dây leo, tạo nên nắm tay. Đại chùy đón đỡ sức mạnh của nó, song thuẫn đẩy thế công ra, thế nhưng thân thể hắn vẫn bị chấn cho lung lay. Mà lúc này dây leo trong nắm tay của Đằng Vương bị chém đứt kia tung bay, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Xoẹt xoẹt. Ngoài thân thể Trung Nhạc xuất hiện từng đạo kiếm quang, tạo nên kiếm thất thức, xoắn vỡ những dây leo như những con đại mãng xanh lục cuồn cuộn kéo tới. Hắn nhún người lao tới phía Đằng Vương. Thân thể lớn, sức lực tất mạnh, thế nhưng thân thể càng lớn lại càng ít linh hoạt hơn. Trung Nhạc đạp không phóng đi, đồ đằng văn bên ngoài thân thể của yêu thần vương biến hóa, khiến khí lực càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên Đằng Vương lại vung quyền đánh xuống. Cùng lúc đó, 6 cánh tay khác vùng vẫy, liên tục tấn công Trung Nhạc. Không chỉ như vậy, từ trong cơ thể y, những dây leo như những con đại mãng chui ra, uốn éo, phóng tới phía Trung Nhạc. Trung Nhạc lúc này đang ở giữa không trung, liên tục di chuyển, tránh né cự quyền. Còn đám dây leo kia thì bị kiếm quang quanh thân hắn chặt đứt. Đằng Vương tuy thân thể lớn,
nhưng tám cánh tay rất là linh hoạt, không giống một người khổng lồ cao tới 20 trượng chút nào. Trung Nhạc liên tục di chuyển, cách bản thể của Đằng Vương càng lúc càng gần. Đột nhiên một bàn tay to chừng nửa mẫu phủ xuống, làm cho hắn không kịp né tránh. Đại Nhật Kim Ô! Sau đầu Trung Nhạc hiện ra mặt trời, từng con tam túc kim ô bay ra từ bên trong mặt trời ấy, giang đôi cánh rộng hơn 10 trượng ra, đánh tới bàn tay của Đằng Vương. Ánh lửa hừng hực, từng con kim ô dùng ba chân quắp lấy những dây leo tạo nên nắm tay, rồi lập tức thiêu đốt chúng, khiến bàn tay của Đằng Vương bốc cháy. Trung Nhạc nhân cơ hội lao vọt tới bờ vai của Đằng Vương. Thần thông quan tưởng của Long Nhạc huynh quả nhiên tinh diệu, nhưng vẫn kém ta quá xa. Đằng Vương cười to quái dị, đột nhiên đằng điều trên vai của y bay múa. Một đằng vương bỗng xuất hiện đứng lên, rồi lại thêm những đằng vương nữa chui ra khỏi cơ thể y, bao vây Trung Nhạc lại. Yêu dị như thế ư? Trung Nhạc da đầu run rẩy nhìn xung quanh, chỉ thấy bên ngoài thân thể của đằng vương lại có một đám đằng vương nhỏ khác chui ra. Trên cơ thể khổng lồ ấy đứng vô số đằng vương, mà cả đám đều có 8 cánh tay vung vẩy với 8 món binh khí. Đây là lần đầu tiên Trung Nhạc gặp phải cảnh tượng quỷ dị như vậy. Đằng vương không ngờ lại phân hóa ra nhiều tiểu đằng vương như vậy. Trên cơ thể đứng đầy tiểu đằng vương, 8 đằng vương tạo nên một tổ, trong tay đều cầm bát cực binh. Trước nay hắn đã giao thủ với không ít luyện khí sĩ yêu tộc, có đủ loại cường giả, cũng không thiếu kẻ kỳ dị. Ví dụ như thân thể Bái Thạch Tùng, chất đề lang yêu, linh cẩu yêu tạo nên chảm mã đao trận cực kỳ hung hiểm. Nhưng Bái Thạch Tùng dựa vào nguyên thần kết hợp với yêu quái khác mới tạo nên trận thế quỷ dị như vậy. Còn kẻ yêu dị như Đằng Vương thì giờ hắn mới gặp. Mỗi một tiểu Đằng Vương trên người Đằng Vương đều là một cơ thể, cũng là một bộ phận của Đằng Vương. Mỗi một cá thể đều có thể độc lập tác chiến, cũng có thể tổ hợp lại, thật làm cho người ta không thể tưởng tượng. Hơn nữa, y gần như không có bất cứ nhược điểm nào, không tìm thấy trái tim với đầu của y. Cho dù chém giết hết tất cả thân thể Đằng Vương, sợ rằng chẳng làm gì được tính mạng của y cả. Mỗi một cá thể đều là chân thân, cũng đều là phân thân. Y tự cao tự đại không phải là không có đạo lý. 8 tiểu đằng vương bao vây Trung Nhạc, đao kiếm tung bay, 8 tòa bất cực sát trận lập tức khởi động, đao quang kiếm ảnh bao phủ Trung Nhạc. Bát cực thuẫn sát, bát cực đao chám, bát cực kiếm bích, bát cực tóa, bát cực truy. 8 tòa sắt trận cuồn cuộn vận hành xung quanh Trung Nhạc. Đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết không ngừng biến hóa, lập tức phá vỡ bắt cực sắt trận của Trung Nhạc, tạo nên nhiều vết thương trên người của hắn. Trung Nhạc có thân thể khá mạnh, bên ngoài làn da có đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương, khiến cơ năng của thân thể tăng lên. Lại có huyền vũ đồ đằng hộ thể, trong xương cốt có long tướng đồ đằng tăng lên sức mạnh của gân cốt, có được quái lực của long tướng, nhưng không chịu được uy lực quá ư là mạnh của bát cực sát trận, vẫn để lại nhiều miệng vết thương trên người của hắn. Cũng may lực phòng ngự của hắn khá mạnh nên chưa bị vết thương chí mạng nào, ngay cả vết thương bị cắt ra cũng bị hắn che lại không để chảy máu. Hắn như một kẻ có thân thể bất tử, tất nhiên là vẫn còn kém loại yêu quái như đằng vương này. Nếu chém đầu hoặc đâm thủng trái tim, hắn sẽ chết. Và nếu nhiều vết thương quá, thân thể hắn cũng không chịu được, cũng sẽ lấy mạng của hắn. Nhật Nguyệt bảo chiếu. Nhật Nguyệt sau đầu Trung Nhạc bay lên, mặt trời và mặt trăng chiếu rọi, nhanh chóng khơi thông khí huyết ở vết thương, tránh cho quá nhiều vết thương khiến lực lượng giảm mạnh. 8 cánh tay của hắn bay múa, triển khai kiếm trận, không ngừng đối kháng với 8 tòa sắt trận. Cùng lúc đó, 7 đạo kiếm khí đâm mạnh vào trong cơ thể đằng nhân ở dưới chân. Kiếm thất thước. 7 đạo kiếm khí này theo thứ tự là kim kiếm khí, mộc kiếm khí, thủy, hỏa, thổ, rồi long tướng kiếm khí, san hô kiếm khí. 7 đạo kiếm khí tập hợp lại tạo nên kiếm thất thức trong kiếm kiển kiếm trận, tung hoành trong cơ thể đằng nhân, cắt nát vô số dây leo, phá đằng nhân từ bên trong. Long Nhạc huynh muốn phá hoại cơ thể ta ư? Hoàn toàn không có khả năng. Ngươi không biết được sinh mệnh lực của ta mạnh tới mức nào đâu. Đằng vương cười ha ha, âm thanh vang vọng. Trung Nhạc lập tức cảm thấy kiếm thất thức của mình tạo nên vô số thương tổn trong cơ thể đằng nhân cao tới hơn 20 trượng này. Thế nhưng, cho dù có cắt đứt bao nhiêu dây leo,
là có dây khác không ngừng sinh ra, duy trì cơ thể đằng nhân không sụp đổ. Không chỉ như vậy, dây leo trong cơ thể đằng vương đan xen lẫn nhau, hóa thành đủ loại đồ đằng văn hoa mỹ, hẳn là công pháp của đằng vương tu luyện biến cơ thể mình thành một đại trận. Phía trên dây leo cũng có đồ đằng văn nhốt bảy tơ kiếm trong cơ thể, làm trung nhạc không thể thu hồi những tơ kiếm này được. Cùng lúc đó, đằng nhân tám tay đánh nát tất cả tam túc kim ô, rồi thò tay chụp tới trung nhạc đang bị vây công. Tám tiểu đằng vương bao vây hắn, lại khi bàn tay lớn này giáng xuống chẳng gặp trở ngại gì. Trung nhạc tức giận giết lên, nguyên thần xuất hiện sau người. Mấy ngày nay hắn tu luyện thiên nguyên thần của yêu thần Minh Vương Quyết, luyện nên pháp môn nguyên thần chiến đấu, khiến nguyên thần trưởng thành nhanh chóng, đã cao tới 1 trượng 2, đồng thời cũng ở hình thái Minh Vương tám tay nắm tám binh khí đón đỡ công kích của tám vị đằng vương. Mà Trung Nhạc thì tán đi bắt cực binh trong tay, nâng tay đối chín bàn tay khổng lồ đang chụp xuống. Ầm một tiếng, tám bàn tay của Trung Nhạc giơ lên tiếp được một trưởng này của đằng vương. Ngay sau đó, đằng vương lại vung quyền đánh tới. Mà lúc này, từ bờ vai của đằng nhân mà Trung Nhạc đang đứng mọc ra một đám dây leo cuốn lấy thân thể hắn. Phá! Từng khối cơ bắp, xương cốt, gân trên người Trung Nhạc rung lên dữ dội với tần suất nhanh tới đáng sợ. Lúc cơ bắp giật còn nghe được tiếng không khí bộc phát tiếng nổ lớn như sấm vang. Rõ ràng là tốc độ rung của từng khối cơ bắp của hắn quá nhanh, phá vỡ cả âm chướng, chấn vỡ đám dây leo đang quấn quanh người. Ầm một tiếng, tám cánh tay của Trung Nhạc lại đón đỡ năm đấm của đằng vương, mà y lại vung quyền đấm tới, cười ha ha. Long Nhạc huynh, đây là 8 phần chiến lực của ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Trung Nhạc gầm lên, tam túc kim ô như hỏa vân gào thét bay ra từ trong mặt trời sau đầu, phá tan sát trận của 8 vị tiểu đằng vương. Trung Nhạc theo sát sau đám kim ô phi thân bay lên, sau người mọc ra đôi cánh kim ô giang ra, né tránh cự quyền từ trên không trung giáng xuống. Mà cự quyền kia thì đánh nát tất cả tam túc kim ô. Trung Nhạc giang cánh bay xung quanh đằng nhân vô cùng to lớn này với tốc độ cực nhanh, tìm kiếm sơ hở. Đằng nhân có thân thể quá lớn, thân thể cao hơn 20 trượng này phải tương đương với một tòa nhà 20 tầng, di chuyển khá bất tiện. Đằng nhân giang tám cánh tay vung quyền trung trưởng, nhưng toàn đánh hụt, mà đao quang kiếm ảnh trong tay Trung Nhạc thì chém về phía thân thể đằng nhân. Những tiểu đằng vương bên ngoài cơ thể đằng nhân vung tám cánh tay hóa thành từng tòa bát cực sắt trận nghênh chiến Trung Nhạc. Đằng nhân cười ha ha nói: Long Nhạc huynh, ngươi có muốn xem chiến lực 10 phần của ta không? Vù vù vù, đám tiểu đằng vương bên ngoài thân thể của y đột nhiên bay lên, dưới chân có dây leo nối với đằng nhân, rơi lắc lư trong không trung, nâng tiểu đằng nhân liên tục tấn công Trung Nhạc. Những tiếng va chạm dữ dội vang lên không dứt, đám dây leo bay múa. Từng vị đằng vương sử dụng bắt cực sắt trận đánh tới, dùng nhanh đánh nhanh với Trung Nhạc ở giữa không trung. Số lượng đằng vương trên dây nhiều khiến người ta phải khiếp sợ, từ 4 phương 8 hướng công tới, khiến Trung Nhạc phải mệt mỏi mà đối phó. Thế công của đằng vương càng lúc càng quỷ dị, càng ngày càng khó lường. Trung Nhạc tự tin rằng tu vi mấy ngày nay đã tăng lên rất mạnh, cho dù gặp cường giả Khai Luân cảnh đã tu thành ngũ hành luân thì cũng không gò bó là bao. Nhưng giao thủ với đằng vương lại khiến cho hắn có phần bó tay bó chân. Mà ở bình đài, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội vẫn trọng thương không dậy nổi. Hai vị luyện khí sĩ nghe thấy từ trong yêu thần Minh Vương vang lên những tiếng nổ dữ dội, không khỏi hoảng sợ, yên lặng mà liếc nhau. Long Nhạc huynh với đằng vương đã giao chiến rồi, không biết tình hình ra sao đấy? Đột nhiên cả hai thấy từ cửa cung của yêu thần Minh Vương cung có những dây leo xanh ngát to như thùng nước xuyên qua, như giao long uốn lượn thân mình, trông khủng bố và dữ tợn, đâm sâu vào trong núi đá, khiến mặt đất nứt toác ra. Đằng vương thật lợi hại, không rõ thân thể của y rốt cuộc dài tới mức nào đấy. Hồ Thất Muội lẩm bẩm: Rễ của y kéo dài ra ngoài cung là đang bày trận ư? Lại có thêm nhiều dây leo bay ra khỏi cung điện, cắm rễ trong núi, tạo nên một quả cầu lớn, hệt như lồng giam bao phủ, phong tỏa cung điện. Mà trên những dây leo to đùng ấy là chi chít đồ đằng văn, thi thoảng lại phát sáng rất là cổ quái.
Y đang định phong ấn yêu thần Minh Vương Cung, nhốt Long Nhạc Huynh trong đó, làm cho hắn không thể trốn thoát được. Ngư Huyền Cơ nói với sắc mặt ngưng trọng: Long Nhạc Huynh thật sự không phải là đối thủ của y hay sao? Thất muội có thể sử dụng mấy phần tu vi đấy, giờ liệu có gảy được đàn tỳ bà hay không? Hồ Thất muội lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói: Giờ tu vi của ta chỉ còn lại một hai phần, dù có gảy được tỳ bà, với công kích của kiếm khí vô hình cũng không cách nào chặt đứt được đám dây leo này đâu, mà có khi còn khiến thương thế phát tác ra, lấy luôn tính mạng của ta. Ngư Huyền Cơ cưỡng chế sử dụng tu vi, đột nhiên mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi, ủ rũ nói: Ta cũng không cách nào sử dụng được tu vi, chết tiệt thật. Nếu ta mà tìm hiểu ra được thần nhãn của Minh Vương, sẽ không bị đồ đằng văn trên cầu đả thương như vậy. Giờ chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Long Nhạc Huynh thôi. Hồ Thất muội lẩm bẩm nói. Ngư Huyền Cơ giật giật khóe mắt, cũng thì thào: Chỉ có thể trông cậy vào hắn thôi, thật đáng giận mà. Rốt cuộc thì nhược điểm của Đằng Vương nằm ở đâu đấy? Đột nhiên yêu thần Minh Vương Cung nứt ra, một đạo hỏa quang phóng lên trời cao, chính là Trung Nhạc vỗ cánh bay lên, mà phía sau hắn từng cái dây leo rầm rầm đâm thủng yêu thần Minh Vương Cung đuổi theo hắn. Ở đầu mỗi dây leo là một tiểu đằng vương cầm trong tay bắt cực binh, tạo nên bắt cực sát trận tấn công Trung Nhạc. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất muội nhìn mà nghẹn họng. Rầm rầm, lại có thêm nhiều đằng vương xông ra khỏi cung điện. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi đã có trên dưới 100 đằng vương xuất hiện khắp bầu trời, tạo nên 100 tòa bắt cực sát trận. Hồ Thất muội tuyệt vọng nói: Thiên này thì còn đánh đấm gì nữa đây? Nàng vừa nói xong, mái hiên của cung điện ầm ầm nổ tung, lại có thêm những dây leo to đùng bay ra rồi co lại. Lại thấy một đằng nhân cao tới 20 trượng đứng trên cung điện, vùng nắm đấm cực lớn đánh tới Trung Nhạc. Ngư Huyền Cơ cũng tuyệt vọng, hiển nhiên Trung Nhạc có sở trường về thân pháp nhanh tới kinh người, mà lúc này xung quanh cung điện đã bị đằng vương bày trận phong tỏa. Mà đằng vương thì có nhiều như vậy, có thêm một đằng vương khổng lồ nữa, trận chiến này Trung Nhạc ngay cả nửa phần hy vọng đều không có. Không gian hoạt động của hắn bị hạn chế, tương đương với bị trói buộc tay chân, rất là bất tiện khi giao chiến với loại quái vật như đằng vương này. Hiển nhiên Trung Nhạc cũng thấy không còn đường để bay nữa, bèn hạ xuống cung điện, mà đám dây leo cùng đằng nhân trong cung trung cũng rơi xuống, đặt chân xuống cung điện. Hay, hay lắm, Long Nhạc, ngươi là luyện khí sĩ đầu tiên bị ta đánh lâu như vậy mà không có chết đi. Đằng vương cười ha ha nói. Hồ Thất muội và Ngư Huyền Cơ mặt mày tái nhợt, yên lặng nhìn nhau, đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của đối phương. Đằng vương quá mạnh, mạnh tới mức khiến bọn họ không nhìn thấy bất cứ hy vọng chiến thắng nào từ y. Đại Nhật Vô Cưỡng. Trong yêu thần Minh Vương Cung, mặt trời sau đầu Trung Nhạc đột nhiên bành trướng, trở thành hỏa cầu cuồn cuộn lửa cháy. Ngọn lửa như chất lỏng chảy ra khắp nơi, liệt hỏa hừng hực bốc cháy khắp đại điện. Thế lửa càng lúc càng mãnh liệt, làm cho nhiệt độ trong cung điện tăng tới mức cả không khí cũng bùng cháy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hơi nước trong không khí đều bị đốt khô. Một đám đằng vương xuyên qua hỏa thế vọt vào trong cơ thể đằng nhân khổng lồ, đồng thanh nói: Vô dụng thôi, có luyện khí sĩ tu thành ngũ hành luân, dùng hỏa luân trong ngũ hành luân luyện ta mà chẳng thể giết được ta kìa. Trình độ về chân hỏa của ngươi vẫn còn kém xa hắn ta. Không, lửa của ta khác kìa. Trung Nhạc trầm tĩnh lại, nhẹ giọng nói: Lửa này của ta là lửa mặt trời, hơn nữa không phải do ta tạo ra, mà ta dẫn dắt từ trong cơ thể ngươi. Giờ ngươi chết được rồi. Sao? Ngươi dẫn lửa từ trong cơ thể ta sao? Đám đằng vương đều giật mình, không hiểu thế là có nghĩa gì. Thể phách của y cực kỳ quỷ dị, mặc dù giờ phút này yêu thần Minh Vương cung bốc cháy, liệt hỏa đốt trụi từng dây leo, nhưng sinh mệnh lực hùng mạnh lại không ngừng mọc ra dây leo mới, khiến y vẫn luôn bất tử. Sinh mệnh lực của y hơn sang người thường, hùng mạnh hơn bất cứ yêu tộc nào. Tuy bị liệt hỏa đốt cháy sạch dây leo cũ, bốc hơi nước, nhưng chỉ cần thoáng quan tưởng lại có thể có hơi nước sinh ra, duy trì tính linh hoạt của dây leo. Trong liệt hỏa, sức chiến đấu của y không hề bị suy giảm, thế công của y vẫn vô cùng hung mãnh, thậm chí còn hơn cả lúc trước. Ở trên cầu, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất muội cùng dương mắt nhìn,
thấy một quả cầu lửa to chừng nửa dặm bốc lên từ trong cung điện. Hỏa cầu hừng hực bốc cháy, tỏa ra hỏa lực kinh người, đốt cho khuôn mặt bọn họ đỏ sậm lên vì nóng. Đây chính là đại nhật vô cương do lửa mặt trời của Trung Nhạc hóa thành, dùng lửa mặt trời quan tưởng ra một mặt trời. Nhưng mặt trời này chỉ có một nửa, hẳn là do đám dưa leo của đằng vương phủ kín yêu thần Minh Vương Cung, khiến một nửa khác không thể nhảy ra ngoài. Nửa vòng mặt trời trùng hợp lại móc ngược yêu thần Minh Vương Cung ở trong mặt trời. Ánh lửa bao phủ lấy những dây leo to đùng, màu hồng với màu đỏ xen lẫn nhau cực kỳ chói mắt. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội thấy vậy, lòng bỗng có hy vọng. Hồ Thất Muội lẩm bẩm: thần thông hệ hóa của Long Nhạc mạnh như vậy, có khi có thể đốt sạch phong ấn của đằng vương mà đánh bại y. Khả năng không lớn. Ngư Huyền Cơ lại thấy bất ổn nói: cũng từng có người dùng lửa đối phó với đằng vương, lại còn là luyện khí sĩ Kha Luân Cảnh, nhưng có làm gì được y đâu. Điều ta quan tâm nhất là Long Nhạc huynh không chạy ra ngoài. Nếu hắn chạy ra, mang theo chúng ta rời khỏi nơi đây, đằng vương chắc chắn không đuổi theo được. Hồ Thất Muội gật đầu. Mà dẫu cho Trung Nhạc lúc chạy không mang theo bọn họ, cả hai cũng không thể oán hận được. Trung Nhạc với bọn họ không thân cũng chẳng quen, không nhất thiết phải mang theo hai gánh nặng là bọn họ. Nhưng cho dù là người hay yêu đều có tâm lý muốn sống, bởi vậy cả hai đều hy vọng Trung Nhạc có thể tìm được đường sống. Ngư Huyền Cơ nhịn không được mà hô lên: Long Nhạc huynh còn chờ gì nữa đây, mau chạy đi. Hồ Thất Muội cũng nóng lòng nóng ruột khó thở nói: nếu để đằng vương diệt đi đại hỏa của ngươi, ngươi làm sao chạy được đây, ngươi còn chờ đợi cái gì. Mà lúc này trong yêu thần Minh Vương Cung, tiếng kêu tiếng hô mơ hồ của Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cũng mơ hồ truyền đến. Không sai, lửa giết ngươi phát ra từ trong cơ thể ngươi. Bảy đạo kiếm khí của ta có một đạo là hỏa kiếm khí, đúng là luyện chế nên từ hỏa linh khí, lại dung hợp thêm lửa mặt trời của ta. Ta chỉ cần dùng suy nghĩ thôi là có thể khiến lửa bùng lên. Đôi cánh lửa sau lưng Trung Nhạc chém tới phía trước, lông vũ của kim ô như những thanh hỏa kiếm đón đỡ đằng vương, còn thân thể và nguyên thần thì thi triển bát cực sát trận của yêu thần Minh Vương chống cự các đằng vương khác. Tám cánh tay khổng lồ của đằng nhân đấm xuống cũng bị hắn chống đỡ được, không hề né tránh. Nhẽ ra ngươi không nên phong ấn bảy lưỡi kiếm khí này của ta trong cơ thể ngươi, vì thứ ta am hiểu nhất không phải là kiếm pháp mà là điêu khắc kia. Trung Nhạc mỉm cười nói: trong khoảng thời gian ngươi truy sát ta, ta đã khiến bảy lưỡi kiếm này điêu khắc đại nhật đồ đằng và đại nhật kim ô đồ đằng lên trên đại đa số dây leo trong cơ thể của ngươi. Mà nay ta thi triển đại nhật vô cương, biến yêu thần Minh Vương Cung thành biển lửa, không phải là muốn dựa vào thế lửa để giết ngươi, mà là ép ra nguyên thần của ngươi. Rầm rầm rầm, từ trong cơ thể đằng nhân hiện ra lửa, ngọn lửa hừng hực bắt đầu bốc lên từ bên trong, rồi hóa thành một quả cầu lửa to hơn một trượng, trông giống hệt mặt trời. Mà từ trong đó có những con tam túc kim ô bay ra, đốt cháy thân thể đằng nhân to lớn. Đại nhật vô cương của Trung Nhạc bao phủ toàn bộ cung điện, tất cả không gian bên trong đều bốc cháy, mà bản thân hắn thì đứng bên trong lửa. Lúc này từ trong biển lửa ấy, một mặt trời mọc lên, bên trong là những con tam túc kim ô hấp thu uy năng của đại nhật vô cương. Có thể thấy được nhiệt độ từ mặt trời và những con tam túc kim ô này cao tới cỡ nào. Thân thể vô cùng khổng lồ của đằng nhân cũng bắt đầu sụp đổ. Tam túc kim ô và mặt trời nhào tới những đằng vương trên những dây leo, nào là phi dực, nào là lợi chảo, tiêu diệt từng đằng vương một, đốt thành tro bụi. Trung Nhạc thu tay lại, không tiếp tục công kích, mà nguyên thần đột nhiên phóng lên cao, bay ra khỏi cung điện. Nguyên thần bên ngoài, thân thể bên trong, cả hai đều xuất hiện thân thể Minh Vương với tám cánh tay. Từ khi giao thủ với ngươi không lâu, ta đã phát hiện ra sơ hở của ngươi, hoặc giả sử sơ hở duy nhất của ngươi chính là nguyên thần. Trung Nhạc với đôi mắt một âm một dương, nhật đồng và nguyệt đồng, nhìn chăm chú vào đằng vương đang bốc cháy, lẳng lặng nói: ngay từ đầu khi giao chiến với ta, ngươi còn sử dụng nguyên thần chiến đấu, nhưng khi phát hiện ra nguyên thần chiến đấu của mình còn yếu hơn ta, liền thu hồi nguyên thần sử dụng đằng thân này. Khi đó ta liền biết nguyên thần của ngươi không yêu dị được như cơ thể của ngươi,
chỉ cần chém nguyên thần, người chắc chắn sẽ chết thôi. Từng tiểu đằng vương bị đốt thành tro tàn, mà đằng nhân kia biến thành một người lửa cực lớn, gầm thét tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc làm như không thấy, vẫn đứng im bất động. Mà vừa rồi ta bay ra ngoài điện là để tra xét con đường chạy trốn của nguyên thần của ngươi. Thân thể ngươi rất kỳ lạ, cho dù còn thừa lại một đoạn dây leo thôi, một chiếc lá thôi, hay một cái rễ thôi, có khi vẫn có thể khiến nguyên thần của ngươi tiến vào trong được, từ đó mà sống lại. Giết ngươi không thể như giết đám luyện khí sĩ với con tộc khác được, mà phải diệt tận gốc kìa. Cho nên ta ra ngoài điện nhìn xem phạm vi phong ấn của ngươi bao phủ bao nhiêu, để thần thông đại nhật vô cương của ta có thể hoàn toàn bao phủ tất cả các phần trên cơ thể của ngươi lại. Đằng nhân to lớn giống giận, bốn nắm đấm mang theo liệt hỏa hừng hực bốc cháy, không thể dập tắt đánh tới Trung Nhạc. Lửa kia là do Trung Nhạc lấy về đạo kiếm khí khắc Thái Dương đồ đằng và đại nhật kim mô đồ đằng trên người đằng vương rồi kích phát ra. Trung Nhạc đã coi cơ thể của y hệt như một khúc gỗ cực lớn, điêu khắc đồ đằng văn vào đó, không đốt hết thân thể y thì không ngừng. Mà Trung Nhạc lại thúc giục hỏa kiếm khí trong cơ thể y, khiến thế lửa lại càng thêm mạnh. Trung Nhạc để mặc cho bốn nắm đấm này đánh xuống, không hề chống đỡ. Nhưng bốn nắm đấm này còn chưa kịp đánh tới người hắn thì đã bị đốt gãy, rầm rầm mà rơi xuống đất. Đằng nhân to lớn gầm thét, bốn nắm đấm khác còn chưa kịp vung lên thì cũng đã bị đốt gãy. Chân của y không thể chống đỡ nổi, thân thể khổng lồ cũng bị bẻ gãy. Mà ta còn sợ rễ của ngươi đâm sâu vào trong núi ở dưới cung điện, nên đại nhật vô cương của ta chỉ lộ ra một nửa khác thì đốt cháy thân thể, giấu mình trong núi, đảm bảo gốc rễ của ngươi cũng bị đốt thành tro bụi. Trung Nhạc nhìn đằng nhân bị đốt cháy, mà ở trong cung điện, từng tiểu đằng vương cũng bị Tam Túc Kim Ô bay qua bay lại tấn công, hừng hực bốc cháy. Nhưng ta còn một tầng lo lắng nữa, đó chính là ngươi giấu một bộ phận cơ thể ở trong rừng rậm. Ngươi bình tĩnh thong dong, không bận tâm sinh tử như vậy, nên ta mới đoán ngươi đã làm thế để đảm bảo mình bất tử. Chỉ cần nguyên thần của ngươi chạy ra khỏi nơi đấy, trở lại đoạn cơ thể kia là ngươi có thể sống sót được. Trung Nhạc mỉm cười nói tiếp, với sinh mệnh lực đủ mạnh của ngươi, nguyên thần có thể rời khỏi cơ thể trong thời gian lâu mà không chết đi, đủ để ngươi có thể tìm được đoạn thân thể khác kia, nên ta mới muốn giết nguyên thần của ngươi ngay ở nơi đây, khiến ngươi hoàn toàn chết đi. Đằng vương còn chưa hiện nguyên thần. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên từ trong tro tàn, nguyên thần đằng vương rắn lấy mặt đất như quái xà lao ra khỏi cung điện. Long Nhạc, ta thua, nay ngươi là đệ nhất cao thủ của thoát thai cánh, nhưng ngươi không sống được lâu đâu. Quái đằng kia đúng là nguyên thần của đằng vương, y là yêu quái do thanh đằng dài hàng trăm mẫu ở Hà Cốc tu luyện thành luyện khí sĩ. Thanh đằng được tinh luyện của trăng trời, lâu dần sinh ra linh tính, tăng cao hồn phách. Căn nguyên của hồn phách vẫn là một gốc thanh đằng. Hồn phách là nền tảng của nguyên thần, được các loại linh mà biến hóa thành các hình thái. Ví dụ như nguyên thần của Trung Nhạc có thể là đại nhật kim ô, có thể là thần nhân ba chân đầu chim, cũng có thể là nguyệt linh tinh thiềm, có thể là thần nhân ba chân sáu mắt, có rất nhiều loại hình dáng. Nhưng về căn bản, đó vẫn là hồn phách, là hình người. Linh mà đằng vương lấy được cũng là một loại linh thần ma, có thể hóa thành quái đằng lướt đi trên mặt đất, mà nguyên thần thì giấu ở trong lòng đất. Giọng nói của đằng vương truyền tới từ trong nguyên thần quái đằng kia. Người có được chìa khóa của con quái vật kia, mà chìa khóa này lại là của cánh cửa vào kho báu mà yêu thần Minh Vương đang canh giữ. Chỉ cần ta thả tin này ra, người chắc chắn sẽ chết rất nhanh, rất thảm. Còn ta thì vẫn là đệ nhất cao thủ thoát thai cánh, đệ tử của Thánh Thành Chủ. Ồ, vậy phải xem đằng vương ngươi còn sống sót được hay không đấy. Trung Nhạc chỉ một ngón tay, bảy đạo kiếm khí xẹt xoẹt chui vào lòng đất, hóa thành kiếm trận, kiếm thất thức rào sát. Mà nguyên thần quái đằng kia như xà lại như mãng, thông minh vô cùng, khó mà bị bao vây. Dẫu sao kiếm thất thức vận hành ở lòng đất không linh hoạt như ở trên không trung, nên để nguyên thần quái đằng kia chạy ra khỏi kiếm trận, chỉ thoáng một cái đã tới bên ngoài của cung điện. Nguyên thần quái đằng lao đi trong lòng đất nóng rực, mà dưới lòng đất này là một nửa của thần thông đại nhật vô cương,
đốt cho đất đai trong núi cháy đỏ rực, nham thạch không ngừng chảy ra, càng lúc càng nhiều, rồi như dòng suối nhỏ chạy xuống xung quanh Minh Vương Cung. Phía dưới của yêu thần Minh Vương Cung là một nửa đỉnh núi, có những cái trụ chống đỡ treo trên vực sâu. Không gian bên ngoài cung có đủ loại phong cấm tuyệt sát, không thể đặt chân ra ngoài, chỉ có đi qua cầu treo mới được. Mà đại nhật vô cương của Trung Nhạc thì bao phủ trọn đỉnh núi và cả Minh Vương Cung lại. Chỉ thấy nguyên thần quái đằng kia bay ra từ trong sân thể, áp sát cầu treo mà lướt đi. Lại đúng lúc này, phía trên yêu thần Minh Vương Cung, thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc đột ngột mở ra. Minh Vương thần nhãn tỏa sáng, bắn ra một đạo thần quang, xoẹt một tiếng, đính lên một đoạn trên nguyên thần quái đằng, sau đó chém đôi quái đằng thành hai nửa. Từ trong quái đằng vang lên tiếng gào thét, mà hồn phách đằng vương ở bên trong đã hóa thành tro bụi. Trên bình đài, Ngư Huyền Cơ và Hồ Tất Muội giật mình, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đằng vương chết rồi, Long Nhạc Khuynh giết được đằng vương rồi, làm sao có thể như vậy được? Hai vị yêu tộc đều thất thanh hô lên. Kẻ mạnh như vậy, sao có thể chết như vậy được? Phía trên yêu thần Minh Vương Cung, mặt trời đang ngừng hực đốt cháy kia bị thu lại, mà nguyên thần của Trung Nhạc cũng lùi về ở bên trong cung. Lúc bấy giờ, trong yêu thần Minh Vương Cung, Trung Nhạc tay xoa ngực, mặt lộ vẻ đau đớn. Lần giao chiến với đằng vương này thật sự quá hung hiểm, vì đằng vương này không hổ là kẻ có cái danh hiệu thân thể bất tử, thực lực cũng rất mạnh. Giao chiến với y, Trung Nhạc đã phải gắng sức rất nhiều. Đằng vương đúng là kẻ khó giải quyết mà. Cơ thể của hắn gần như suýt bị xé rách khi cố gắng chống đỡ, gần cũng bị đứt mấy cái, mà vết thương trên người cả lớn cả nhỏ cũng gần phải 100. Lục phủ ngũ tạng dường như cũng rạn nứt. Nếu là người bình thường bị thương như vậy chắc chắn đã chết, mà hắn lại trấn áp thương thế, giữ được trạng thái toàn thịnh. Cơ mà nếu lần này không giết được đằng vương, rất khó mà xoay được thế cục, bởi kéo dài thêm lúc nữa, thương thế phát tác ra sẽ chết trong tay của đằng vương. Sở trường của hắn là cách điêu khắc mà lão nhân môn chủ kiếm môn đã dạy cho, mà cái đạo tạo hình trông có vẻ tầm thường ấy lại là thứ giúp cho hắn chuyển bại thành thắng, phá được thân thể bất tử của đằng vương, đốt cháy từ trong cơ thể y, phá giải được đằng nhân khổng lồ. Nếu không phải như vậy mà cứ tiếp tục chiến đấu, Trung Nhạc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thật ra đằng vương thua cũng không oan, chết cũng không oan. Y là yêu quái hệ mộc, là thanh đằng tu luyện thành tinh, thân thể là dây leo, hoàn toàn có thể bị khắc đồ đằng văn lên. Hơn nữa, y lại đi nhốt 7 đạo kiếm khí của Trung Nhạc ở trong người, không cho Trung Nhạc thu hồi kiếm khí. Chính hành động này đã khiến cho y thất bại. Ép ta phải dùng đến 10 phần chiến lực mới giết được y. Thực lực của đằng vương này lại chỉ được xếp thứ hai ở trong thoát thai cảnh của yêu tộc thôi sao? Lúc này, nhật nguyệt sau đầu Trung Nhạc xoay tròn, tỏa ra ánh sáng chiếu rọi thân thể, phục hồi vết thương, hắn suy tư thầm nghĩ. Đằng vương kinh thường thánh thành chủ yêu tộc, nói là ao thiên vị thiên yêu Lê Quân. Nhưng thánh thành chủ yêu tộc là nhân vật gì đây? Là kẻ có thể sánh ngang với lão nhân. Lão nhân chỉ dạy ta đạo tạo hình, mà ta đã có thể dùng nó để phá thân thể bất tử của đằng vương được rồi. Có thể thấy được những lời nhận xét của thánh thành chủ không phải là không có lý. Như vậy có thể thấy được thiên yêu Lê Quân còn lợi hại hơn cả đằng vương kia. Tiếc rằng kẻ này đã chết đi, nếu không có thể đấu với y một trận, nghiệm chứng xem tu vi thực lực của ta ở thoát thai cánh đã đủ hay chưa. Hắn bình tĩnh trở lại, lấy chìa khóa mà hắn lấy được từ Trúc Tiên Nhi ra, đặt nó vào hốc lõm ở trên cánh cửa kia. Ngũ độc đồ đằng văn kết nối với nhau, chỉ thấy ngũ độc đồ đằng văn và mẫu trùng như sống lại, lợn lờ trong cánh cửa như đang tuần tra trong nước, trông rất là kỳ dị. Quỹ tích của ngũ độc trùng nhìn như không theo phương hướng nào, nhưng tựa hồ là đi theo quy luật phong cấm nào đó, mà bên ngoài mẫu trùng thì chậm rãi di chuyển thân mình, từ bụng đẻ ra vô số quả trứng. Đây là sự biến hóa của đồ đằng văn trên cửa, chứ không phải mẫu trùng với ngũ độc thực sự sống lại, cũng không thực sự đẻ ra trứng trùng. Một lúc sau, cửa kẹt kẹt mở ra, để lộ thềm đá đi xuống lòng đất. Trung Nhạc đi xuống, lòng càng thêm tò mò. Vừa rồi ta dùng đại nhật vô cương nung khô cả tòa Minh Vương Cung này, vì sao lại không phát hiện ra chỗ này vậy? Mà Minh Vương Cung chỉ nằm trên một đỉnh núi treo lơ lửng trên bầu trời,
với một cây cột dựng thẳng giữa vực sâu. Chẳng lẽ vật mà Minh Vương trấn thủ nằm ở trong lòng núi sao? Nếu như vậy chẳng phải dễ dàng bị người ta phát hiện ư? Lúc này Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ đang nhìn nhau cùng thắc mắc, vì sao Long Nhạc huynh còn chưa ra vậy? Chờ chốc lát chỉ thấy Trung Nhạc giết Đằng Vương xong lại chẳng thấy ra ngoài, hai người lòng nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ trong cung điện thật sự có truyền thừa hoàn chỉnh của yêu thần Minh Vương sao? Hay là thương thế của hắn quá nặng như vậy? Hai người bỗng cảm giác có người tới, bèn quay đầu nhìn thì thấy một nam tử trẻ tuổi và tướng mạo đẹp đẽ đang bước qua cầu treo đi tới bên này. Sở dĩ nói y tướng mạo đẹp đẽ là vì nam tử này có dung nhan khiến cho cả nữ tử cũng phải ghen tị, với làn da thịt như mỹ ngọc không chút tì vết, đôi tai dày khiến đám nữ yêu tinh phải khóc thét, đôi mắt của y như hai viên ngọc lục bảo tỏa ra ánh sáng mê người, khí chất của y lại càng xuất trần siêu phàm thoát tục. Trung Nhạc điềm tĩnh như ngọn núi lửa đang trực bộc phát, Đằng Vương yêu tà, Ngư Huyền Cơ yêu dị, Hồ Thất Muội vui buồn thất thường. Mỗi người có một tính cách riêng, nhưng y lại có một loại ý vị khác. Khí chất của y như tinh linh trong mây, như hùng ưng tự do trao luyện, như một con rồng đang ngủ đông vậy. Y chính là thiên chi kiêu tử của yêu tộc. Thiên yêu Lê Quân sao? Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ kinh hô, không thể tin được, nhìn người đang bước tới kia, đó là thiên yêu Lê Quân, kẻ được thánh thành chủ yêu tộc xác nhận là đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh, bị nghi ngờ là đã chết trong rừng rậm, giờ phút này lại xuất hiện ở đây, còn vô thanh vô tức đi tới bên cạnh bọn họ. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều vô cùng khiếp sợ nhìn nhau. Y tính làm ngư ông, sở dĩ y chờ tới lúc này là chờ ngao cò đánh nhau, chờ Long Nhạc với Đằng Vương lưỡng bại câu thương mới tới diệt trừ bọn họ, thoải mái ngồi lên vị trí đệ tử của thánh thành chủ. Long Nhạc huynh với Đằng Vương có thực lực quá mạnh, thiên yêu Lê Quân tự nhận là không thể chính diện đấu với cả hai bọn họ được, nên mới lặng lẽ chờ đợi khi cả hai người không còn sức để đánh, y mới đùng đính bước tới hái quả ngọt. Không biết từ lúc nào mà thiên yêu Lê Quân đã bước lên cầu 108 bậc thang kia, bước qua cầu treo thứ nhất đi tới bình đài thứ hai. Y dừng lại quan sát đôi mắt Đồ Đằng Văn ở trên bức tường, rồi lại đi lên cây cầu số 2, gần như là không gặp chút trở ngại nào. Tốc độ của y rất nhanh, lúc ở trên bình đài thứ 3 và thứ 4 thì y cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi cứ thế mà bước qua cầu, mà lại chẳng gặp chút sai lầm nào. Ngay cả trên cầu treo thứ nhất, cửa ải kiểm tra về thần nhãn, y cũng không làm sai, không bị Đồ Đằng Văn Minh Vương thần nhãn tràn ra từ trên cầu đả thương, làm cho Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều khiếp sợ không thôi. Kể cả Trung Nhạc và Đằng Vương đều bị Minh Vương thần nhãn trên cầu công kích, bởi vì truyền thừa trên tường thiếu đồ đằng của thần nhãn. Thế nhưng vị thiên yêu Lê Quân này lại có thể bình an thông qua, mới khiến cho bọn họ chấn động cỡ này. Chẳng qua Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều không biết rằng đồ đằng của Minh Vương thần nhãn trên cầu đã bị Trung Nhạc hấp thu, không còn tồn tại nữa, nên khi thiên yêu Lê Quân băng qua cầu mới không có bị Minh Vương thần nhãn công kích. Trong bất chi bất giác, thiên yêu Lê Quân đã lên cầu treo thứ 4, đang đi tới bình đài thứ 5, nơi Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đang ngồi. Năm cửa ải truyền thừa này khiến đám người có thiên tư hơn người của yêu tộc mất hơn 20 ngày mà còn chết đi quá nửa, vậy mà thiên yêu Lê Quân lại chỉ mất có chưa tới nửa canh giờ. Y bước lên bình đài thứ 6, quan sát truyền thừa trên đây, Hồ Thất Muội bỗng dưng nghĩ tới một khả năng, thất thanh hô lên: "Thiên yêu Lê Quân chính là đệ tử thân truyền của thánh thành chủ." Thiên yêu Lê Quân thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn nàng với vẻ thú vị: "Thất Muội, sao lại nói vậy?" "Những đồ đằng truyền thừa trên vách tường này cực kỳ phức tạp, cho dù là thần thì cũng không thể nào chỉ nhìn là có thể lĩnh ngộ được tất cả ảo diệu trong đó được chứ." Hồ Thất Muội nhìn chằm chằm thiên yêu Lê Quân nói: "Mà ngươi chỉ nhìn lướt qua liền có thể thông qua khảo nghiệm của cầu, lại không tạo ra bất cứ sai lầm nào, cho thấy ngươi không chỉ nhìn qua là hiểu được tất cả, mà là ngươi sớm đã đạt được truyền thừa ở trên cầu rồi. Kẻ có thể học được yêu thần Minh Vương quyết này tất nhiên chỉ có đệ tử của thánh thành chủ, cho nên ngươi vốn đã là đệ tử thân truyền của thánh thành chủ rồi." Ngư Huyền Cơ cũng giật mình hiểu ra, la lên nói:
Thiên Yêu Lê Quân, Thánh Thành Chủ phái ngươi tới chính là để theo dõi bọn ta sao? Thiên Yêu Lê Quân mỉm cười nói: Ngư sư đệ với thất muội phản ứng nhanh thật, thấy ta cái là đoán ra được nhiều như vậy. Không sai, sư tôn của ta đúng là Thánh Thành Chủ. Ta là ngũ đệ tử của sư tôn, đạt được yêu thần Minh Vương Quyết mà sư tôn truyền thụ, nên ta hiểu rất rõ những đồ đằng văn khắc trên các bức tường này, không cần phải nghiên cứu gì cả. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội thấy lòng lạnh lẽo, run rẩy nói: Nếu Thánh Thành Chủ muốn chọn một đệ tử quan môn, vì sao còn phái tên đệ tử thân truyền nhà ngươi tới đây làm gì? Sư tôn phái ta tới, thứ nhất là xem trong các ngươi có luyện khí sĩ nào có khả năng tìm hiểu ra yêu thần Minh Vương Quyết hoàn chỉnh hay không. Nếu có, tất nhiên sẽ thu làm đệ tử quan môn rồi. Thiên Yêu Lê Quân cười ôn hòa nói: Ông ấy ái tài, tiếc tài, cũng cần kẻ có thiên tư hơn người để thôi diễn yêu thần Minh Vương Quyết này. Thứ hai là năm đó ngài biết thứ bỏ ra khỏi Hắc Sơn Bí Cảnh vẫn chưa chết đi, cũng chưa từng biến mất đi, mà chỉ ẩn thân, có thể hành động bất cứ lúc nào. Mà lần này Hắc Sơn Bí Cảnh được mở ra, nó sẽ không an phận, nhất định sẽ phái thuộc hạ của mình tới để dò thám, nên đã để cho ta theo dõi tên thuộc hạ ấy. Thứ ba, y mỉm cười rồi nói tiếp: Ta mặc dù là đệ tử thân truyền của Thánh Thành Chủ, nhưng vẫn chưa được danh chính ngôn thuận được lão nhân gia thu làm đệ tử quan môn, nên ta còn cần một danh phận. Nếu các người quá kém cỏi mà chết hết ở đây, Thánh Thành Chủ sẽ thông báo khắp nơi, tuyên bố cho cả thiên hạ biết ta là đệ tử quan môn của ngài. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội càng nghe lòng càng lạnh. Thiên Yêu Lê Quân đã sớm tu luyện ra yêu thần Minh Vương Quyết từ trước, với thực lực của y tất nhiên là đủ để đứng đầu trong đám cường giả thoát thai cảnh. Mà những gì Thánh Thành Chủ yêu tộc đã bố trí hoàn toàn triển lộ ra tâm cơ thủ đoạn của một thế hệ kiêu hùng. Chỉ là đám người Ngư Huyền Cơ bị lừa dối, vì một cái vị trí đệ tử quan môn mà đánh giết lẫn nhau, thậm chí khiến hơn 60 cao thủ trẻ tuổi của yêu tộc chết đi, kết quả lại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay kẻ khác như vậy, khiến cho bọn họ thật không thoải mái. Hồ Thất Muội run rẩy hỏi: Thiên Yêu, người xuất hiện muộn như vậy là vì sao đây? Vì sao phải chờ khi Long Nhạc với Đẳng Vương chiến xong, Đẳng Vương bị giết rồi, người mới xuất hiện đây? Thiên Yêu Lê Quân im lặng, mà Ngư Huyền Cơ thì cười hăng hắc đáp thay: Số luyện khí sĩ chết đi càng nhiều, đối thủ của Lê Quân càng ít đi. Dù sao sữa mẹ chỉ có một, nếu sinh đôi sẽ giành nhau chỗ sữa ít ỏi đó ngay. Mà Lê Quân giờ là đệ nhất là thoát thai cánh, ai biết được kẻ giành sữa với y một khi tu luyện được yêu thần Minh Vương Quyết rồi, y còn giữ được cái vị trí đệ nhất đấy không đấy. Sư huynh bị sư đệ vượt qua, từ nay về sau chẳng còn tiếng tăm gì cả, trở thành kẻ đáng thương sống dưới cái bóng của sư đệ. Chuyện như vậy đâu hiếm thấy đâu, cho nên không bằng làm cho tất cả đám tranh sữa kia cùng chết sạch, chỉ còn lại mình y. Như vậy y có thể tha hồ mà bú cho no rồi. Ta nói có đúng không, Lê Quân? Các ngươi nghĩ ta tệ hại quá rồi. Thiên Yêu Lê Quân mỉm cười thản nhiên nói: Tuy rằng ta chính là có ý này, nhưng may thay thanh danh của ta ở Thánh Thành rất là tốt, ai sẽ tin lời của các ngươi đấy. Y đi lên cầu treo nối với bình đài thứ 6, mỉm cười nói tiếp: Các ngươi may mắn đấy, ta sẽ không để tất cả luyện khí sĩ và Hắc Sơn Bí Cảnh này mà chết hết đi, kẻo Thánh Thành Chủ nghi ngờ ta đố kỵ người này, cố ý giết hết tất cả các ngươi. Nên ta phải để lại vài kẻ không thể uy hiếp được tới ta, để khiến ta thoát khỏi hiểm nghi. Các ngươi may đấy, không giả các ngươi đã chết rồi. Hắn đây là đi giết Long Nhạc huynh sao? Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ đều nhìn chằm chằm lưng của Thiên Yêu Lê Quân. Hồ Thất Muội cắn răng nói: Thật muốn đâm một đao vào lưng của y, đâm cho tim y phát lạnh luôn. Ngư Huyền Cơ lắc đầu thở dài nói: Ra ngoài rồi y sẽ trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, có Thánh Thành Chủ dạy dỗ, tiến bộ vượt bậc, chúng ta nào còn khả năng đuổi kịp y đây. Kỳ thực chúng ta đều tới làm kẻ bồi đọc cho thái tử, tiếc là khiến nhiều cường giả chết đi như vậy. Hồ Thất Muội cũng thấy lòng chua xót nói: Ra ngoài rồi chúng ta phải công bố cho thiên hạ biết hành vi của y, khiến y thân bại danh liệt mới được.
Muốn làm vậy thì đám yêu tộc khác phải tin chúng ta mới được. Ngư Huyền Cơ lắc đầu nói, chúng ta là hai kẻ thất bại thảm hại, mà Thiên Niêu Lê Quân là đà đệ nhất cao thủ ở Thánh Thành, có danh vọng và sự ủng hộ cực cao của hãm không Thánh Thành, có được nhiều cường giả yêu ái, được vô số yêu tộc ủng hộ. Lời của y nặng hơn lời của chúng ta rất nhiều. Nghĩ tới thanh danh của Thiên Yêu Lê Quân ở trong yêu tộc, Hồ Thất Muội cũng cảm thấy vô lực. Thiên Yêu Lê Quân có thanh danh cực kỳ tốt, là đệ nhất mỹ nam tử của yêu tộc, lại thích giúp đỡ người khác, giao du rộng rãi. Mỗi lần y xuất hiện ở Thánh Thành đều gây ra náo động, đám nam yêu quái nữ và nữ yêu quái sẽ gào rú la thét gọi tên của y cực kỳ cuồng nhiệt. Kể cả Thánh Thành chủ xuất hiện cũng chẳng khiến đám đông xôn xao náo động được tới mức ấy. Thứ Thánh Thành chủ gây ra cho yêu tộc là uy nghiêm, là áp bách, mà đệ tử của Thánh Thành chủ thì lại không được như vậy. Điểm mấu chốt ở đây, y là đệ tử Thánh Thành chủ, khi Thánh Thành chủ ra lệnh, ai dám dị nghị đây? Hơn nữa, nếu Thánh Thành chủ biết Trung Nhạc chết ở trong tay Thiên Yêu Lê Quân, há có thể vì một kẻ đã chết mà trách phạt y đây? Hai người nóng lòng, nóng ruột, không biết phải làm sao, thì đột nhiên cầu treo với bình đài rung chấn dữ dội. Yêu thần Minh Vương Cung đang không ngừng rung chuyển, rồi ngói, gạch, xà nhà, cột không ngừng bay lên. Thiên Yêu Lê Quân sắc mặt kịch biến, vội dừng bước lại, căng thẳng đứng im một chỗ. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cũng không dám động đậy, nằm úp sấp ở bình đài, chỉ cảm thấy như trời rung đất chuyển. Những tiếng lang keng vang lên, từng chiếc cầu treo tự động tan rã, bình đài cũng va đập vào nhau. Rồi đột nhiên chúng biến mất, cả tòa yêu thần Minh Vương Cung đều biến mất. Bọn họ lại trở về đứng trước 108 bậc thềm, đối diện với một tòa đại điện hệt như ban đầu. Chẳng lẽ Trung Nhạc kia động phải bố trí nào đó khiến cả tòa cung điện này trở lại dáng vẻ ban đầu ư? Thiên Yêu Lê Quân nhíu mày, cất bước đi lên đại điện. Mặc kệ cho y bước nhanh cỡ nào, khoảng cách với đại điện vẫn là một bước. Cho dù có bước ra bao nhiêu bước thì vẫn cứ đứng ngoài điện, dường như chưa từng di chuyển. Y toát mồ hôi đầy trán, lập tức đột phá âm thanh lao lên. Nhưng y có lao nhanh cỡ nào thì khoảng cách với đại điện vẫn là một bước. Y giống lên, vẫn không cách nào bước vào được trong điện. Sau một lúc lâu, y dừng lại, khóe mắt giật giật, sắc mặt trở lại bình thường, xoay người bước đi. Đây là ép ta giết người bên ngoài kia ư? Y thì thào bước nhanh ra khỏi bậc thềm. Được thôi, ta sẽ giết ngươi bên trong Thánh Thành. Trung Nhạc bước xuống khỏi 10 bậc thang kia, đi chừng nửa dặm thì trước mặt hắn xuất hiện một bãi đá nho nhỏ. Xung quanh bãi đá có dựng những cột đá vững chắc, bên trên có khắc đồ đằng văn, giống hệt đồ đằng văn trên bia đá ở truyền tống trận mà Tân Hòa đã bố trí. Đây là một tòa truyền tống trận loại nhỏ sao? Tân Hòa cũng kinh ngạc, bay ra khỏi mi tâm của Trung Nhạc. Ừ, đúng là truyền tống trận rồi, nhưng nhỏ hơn trận thế mà ta đã bày ra kia rất nhiều, tối đa chỉ truyền tống được vài dặm. Sao, truyền tống mấy dặm ư? Như vậy sẽ đưa ta tới lòng Hắc Sơn sao? Chẳng lẽ bảo vật mà yêu thần Minh Vương phụng lệnh yêu hoàng canh giữ nằm ở ngay chính giữa lòng đất Hắc Sơn sao? Trung Nhạc bèn cất bước đi vào trong truyền tống trận. Tức khắc những cột đá vang lên những tiếng ong ong, đồ đằng văn sáng lên hóa thành những chùm sáng hội tụ lại một nơi, tạo nên một cánh cửa ở trung tâm của trận pháp. Có thể mang máng thấy được một cánh cửa khác xuất hiện bên trong cánh cửa này, hai bên thông với nhau. Trung Nhạc kinh ngạc a lên một tiếng, rồi cất bước đi qua cánh cửa, đi tới cánh cửa kia. Chỉ đi ba bước, hắn đã bước tới cánh cửa kia, mà ở trong cánh cửa ấy không còn là thế giới dưới lòng đất mỹ lệ kia nữa, thay vào đó là một không gian. Trung Nhạc quan sát xung quanh, thấy nơi đây trời tròn đất vuông. Hắn như đang đứng trong một cái nồi úp ngược. Bên dưới là một tế đàn vuông rộng chừng trăm trượng, mà bầu trời bên trên lại chỉ cao có trăm trượng. Xung quanh tế đàn trong suốt, Trung Nhạc còn nhìn thấy bên dưới tế đàn có một quả cầu vô cùng hoa lệ, được phủ kín đồ đằng văn, có ống dẫn nối với tế đàn. Mà bên dưới quả cầu lớn này là một cái khung đỉnh rộng lớn ngàn dặm, vô cùng trắng lệ, hệt như bầu trời, được dựng nên chỉ từ đồ đằng văn. Đỉnh này trong suốt, có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên dưới. Ma hồn cấm địa sao? Hắn chấn động không thôi,
Không ngờ bên dưới mái trần trong suốt ấy là một tòa ma hồn cấm địa khác, có cấu tạo y hệt ma hồn cấm địa ở Kiếm Môn, đều có một trái tim vô cùng lớn đang đập thình thịch, mà những mạch máu khổng lồ hệt như cầu vồng chui đi bốn phương. Cùng với đó là những chiếc quan tài đen cao phải tới mấy trăm trượng dựng đứng ở mặt đất. Ma hồn im lặng ngủ say trong quan tài của mình, để lộ ra những chiếc mảnh xương cực lớn. Trên khớp xương đầy những bộ xương thần thú ngồi đó giám thị động tĩnh của thi ma. Thi ma bận rộn di chuyển liên tục, nhìn từ xa hệt như những con kiến nhỏ xíu. Đây là một ma hồn cấm địa hoàn chỉnh. Như ma hồn cấm địa ở Kiếm Môn thì đã xuất hiện nơi lỏng lẻo, còn ở đây thì cấm địa vẫn vận hành vững vàng, phong ấn vẫn ở trạng thái hoàn hảo. Trong cấm địa này là một tế đàn tuẫn táng khác sao? Tân Hỏa nhìn một lúc rồi nghi ngờ nói: Nơi này là mộ thất tuẫn táng, ở trong lòng đất Kiếm Môn cũng là như vậy. Mộ chính tất nhiên sẽ không ở trong những mộ thất này. Như vậy nó ở nơi nào đấy? Kẻ được mai táng trong mộ chính là ai đây? Trung Nhạc nói: Nhưng ma hồn cấm địa ở Kiếm Môn ta có điểm khác biệt. Ở Kiếm Môn ta có một thanh kiếm lớn cắm từ đỉnh núi mà xuyên qua trái tim kia. Vì bị thanh kiếm kia chấn áp mà phong ấn mới lây lỏng. Nhưng trái tim ở nơi này thì không có bị kiếm chấn áp như vậy. Hắn có vô số nghi hoặc. Những tế đàn tuẫn táng này rốt cuộc là tuẫn táng vì ai? Nhân vật nào tử vong mới khiến nhiều thần ma tuẫn táng đi như vậy? Trên tinh cầu này rốt cuộc có bao nhiêu tế đàn tuẫn táng đây? Ngoài Đông Hoang và Đại Hoang ra còn tế đàn nào khác hay không? Những tàn hồn ma niệm của các thần ma tuẫn táng này đang tìm kiếm cái gì? Linh của bọn họ đã đi đâu hết rồi? Bảo vật mà yêu thần Minh Vương phụng lệnh trấn thủ rốt cuộc là thứ gì? Thanh kiếm trong lòng đất Kiếm Môn tới từ đâu? Tại sao lại có một thanh kiếm cắm xuyên qua trái tim trong ma hồn cấm địa ở Kiếm Môn như vậy? Những nghi vấn của hắn cũng khiến Tân Hỏa hoang mang, mờ mịt không thôi. Chẳng rõ thời gian mình ngủ say đã xảy ra những chuyện gì. Quả cầu to lớn kia là vật gì? Trên nóc ma hồn cấm địa có đồ đằng văn thần cấp đều kết nối với quả cầu này. Hẳn là nó là trung tâm trận pháp duy trì nơi đây. Mà trong quả cầu ấy lại có một ống dẫn trong suốt nối thẳng với tế đàn, giống như đang vận chuyển thứ gì đó. Sau lưng Trung Nhạc là cánh cửa truyền tống. Cánh cửa này dựng sẵn ở trước tế đàn, nên chắc chắn là hắn đang ở trong lòng Hắc Sơn. Nhưng giờ nhìn xung quanh thì chẳng thấy bùn đất nào cả, cũng không thấy nham thạch nóng cháy, không giống đang ở trong lòng đất, và như đang ở trong một thời không khác vậy. Tế đàn khá cao nên không thể thấy rõ bên trên là có những gì. Trong ma hồn cấm địa của Kiếm Môn chắc hẳn cũng có một tế đàn như thế này. Chỉ là vì sao tới tận bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra tế đàn này? À đúng rồi, nơi đây hẳn là không gian mà thần ma mở ra. Ta đi qua truyền tống trận nên mới tới được đây. Còn ở Kiếm Môn thì chưa ai phát hiện ra truyền tống trận dẫn tới tế đàn. Nếu dùng tinh thần lực tìm kiếm, chắc chắn chẳng thể nào phát hiện ra nơi này được. Trung Nhạc cẩn thận quan sát quả cầu bên dưới. Thứ này phủ kín bởi đồ đằng văn, rất là phức tạp và huyền ảo, không thể nào xem mà hiểu được. Những đồ đằng văn ấy bao phủ lấy quả cầu, nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy được bên trong quả cầu có thứ gì đó đang hoạt động. Hắn chăm chú nhìn, một lúc sau, đồ đằng văn bên ngoài quả cầu để lộ ra một khe hở, khiến hắn nhìn thấy một góc bên trong quả cầu. Trung Nhạc thét lên, tóc gáy dựng ngược, suýt thì ngã ngồi ra mặt đất. Vừa rồi hắn thoáng nhìn qua thì thấy trong quả cầu ấy là những thần ma có hình thể vô cùng khổng lồ. Những thần ma ấy vặn vẹo thân mình, dường như vô cùng đau đớn, với những gương mặt méo mó vô cùng đáng sợ. Những dòng tinh khí không ngừng chảy ra khỏi cơ thể bọn họ theo ống dẫn đưa tới tế đàn. Là linh sao? Tân Hỏa cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Dù kiến thức rộng lớn tới mấy thì nhìn cảnh tượng này cũng phải dùng mình mấy cái, thất thanh mà la to. Quả cầu kia phong ấn linh của thần ma. Linh của những thần ma tuẫn táng nơi đây đều bị phong ấn bên trong quả cầu này. Trung Nhạc khiếp sợ, thứ hắn vừa nhìn thấy chính là linh. Không biết bao nhiêu linh của thần ma bị nhốt trong quả cầu ấy, mà đồ đàng văn bên ngoài quả cầu lại đang phân giải những linh này, lấy dưỡng chất không ngừng cung cấp cho tế đàn. Tuẫn táng nhiều thần ma ở đây như vậy, tập trung linh của bọn họ lại một chỗ, rốt cuộc là để nuôi dưỡng thứ gì đấy?
Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi cất bước đi lên tế đàn. Trên tế đàn có thứ gì? Giờ ta có thể biết được rồi. Hắn bước qua từng bậc thang, dần nhìn thấy những bức tượng thần ma hoàn toàn khác biệt với những thần ma đỉnh thiên lập địa mà hắn từng thấy. Những bức tượng thần ma mà hắn nhặt được đều là đầu đội trời, chân đạp đất, uy nghiêm khôn cùng, khí khái vô biên, làm cho người ta phải kính sợ. Còn những bức tượng thần ma ở tế đàn này thì lại quỳ mọp xuống, lễ bái với trung tâm tế đàn. Thần ma vốn ở trên cao, nay lại như phàm nhân quỳ xuống mà lễ bái. Trung Nhạc dững người, rồi hắn lại hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục bước lên. Tân Hỏa cũng vô cùng khẩn trương. Tới khi hắn bước lên tế đàn, cả hắn và ngọn lửa nhỏ Tân Hỏa đều sững sờ ra đó. Trên tế đàn, linh của thần ma bị phong ấn trong quả cầu kia biến thành các tia sáng với đủ mọi màu sắc hội tụ ở trung tâm tế đàn. Có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, mây trôi lượn lờ, có ngôi sao, cây thần, quái đằng, sơn thần, hà bá, hải thần. Còn có các loại dị tượng thần ma, quái long đầu bò, kim thiểm ba chân, phượng hoàng, rồi kỳ lân. Còn nơi mà ánh sáng hội tụ thì có hàng ngàn vạn ảo ảnh thần linh đang lơ lửng nơi đó. Linh của thần ma bị biến thành dưỡng chất đưa tới nơi đây, tạo nên đủ loại ảo ảnh kỳ diệu, đều rót vào trong một ngọc trì nhỏ bé, tinh xảo ở bên dưới. Ngọc trì này khá nhỏ, chỉ chừng như chậu rửa mặt. Linh của thần ma không ngừng rót vào trong ngọc trì, hóa thành những giọt quỳnh tương. Quỳnh tương trong ao không nhiều, chỉ có chừng nửa bồn, mà ở trung tâm ngọc trì là một cây sen với hoa chấm nở. Nhưng kỳ lạ là chỉ có búp sen chứ không có lá. Ngàn thần ngàn ma đúc thánh linh sao? Tân Hỏa khiếp sợ lẩm bẩm nói: tập trung nhiều linh của thần ma như vậy để nuôi dưỡng một gốc thánh linh, kẻ đã dựng nên ma hồn cấm địa này muốn nghịch thiên đây mà. Sao? Ngàn thần ngàn ma đúc thánh linh sao? Trung Nhạc nhìn cây hoa sen kia, thấy rễ của nó đang bơi múa trong quỳnh tương, bèn nghi ngờ hỏi: cây hoa sen này cũng là linh ư? Tân Hỏa gật đầu đáp: là linh tụ tập mấy nghìn linh thần ma. Gốc sen này lấy linh của thần ma làm chất dinh dưỡng nuôi bản thân. Ngươi nhìn những linh mà nó hấp thu, còn có cả nguyệt linh, nhật linh kìa. Dùng nhiều linh của thần ma để nuôi dưỡng ra linh như vậy, đủ để xưng là thần thánh rồi. Cho nên đây là định luyện ra một gốc thánh linh đây. Kẻ bố trí thứ này rất có giá tâm, muốn tạo nên một gốc thánh linh để vượt thần nhập thánh mà. Tân Hỏa hưng phấn không thôi, bay lượn xung quanh Trung Nhạc. Kẻ có dã tâm như vậy đúng là xưa nay hiếm thấy, chắc chắn là chủ mộ nên mới khiến nhiều thần ma phải tuân tán theo mình như vậy. Lai lịch của y chắc chắn rất đáng sợ, mà mưu đồ của y thì lại càng thêm đáng sợ. Trung Nhạc chợt nghĩ tới, cứ mỗi 10 năm một lần ma hồn lại bùng nổ ra ở kiếm môn, hẳn là những tàn niệm bất diệt của những thần ma bị tuẫn táng này chi phối đi tìm kiếm linh của chính mình. Hắn nhớ mày nói: Tân Hỏa, trong ma hồn cấm địa ở Hắc Sơn này có một gốc thánh linh, như vậy chẳng phải ở trong ma hồn cấm địa trong lòng đất kiếm môn cũng có một gốc thánh linh ư? Mà hai nơi này lại là mộ tuẫn táng, mộ chính còn chưa xuất hiện. Nếu mộ chính cũng có một gốc thánh linh, chẳng phải là có ít nhất ba gốc thánh linh sao? Kẻ bố trí những nơi này có thể hòa hợp ba gốc thánh linh lại là một không? Tân Hỏa ngẩn ra suy tư một lát, rồi đột nhiên mắt sáng rực lên nói: mưu đồ của y còn lớn hơn những gì ta suy đoán nhiều. Thì ra là y định luyện mấy gốc thánh linh lại là một. Trong mộ chính có lẽ không có thánh linh, chỉ có linh hồn của chính y thôi. Còn mộ tuẫn táng này chắc chắn không chỉ có hai. Đó là nơi y nuôi dưỡng thánh linh, sau khi luyện thành sẽ kết hợp với linh hồn của y ở mộ chính, chắc chắn là như thế rồi. Ngọn lửa nhỏ hưng phấn không thôi, chạy tới chạy lui trên bờ vai của Trung Nhạc. Kẻ này còn lợi hại hơn cả đám kiêu hùng mà ta đã từng gặp, không chỉ muốn vượt thần nhập thánh, chẳng lẽ y muốn vĩnh sinh bất tử hay sao? Trung Nhạc thì lại thấy nghi ngờ. Này Tân Hỏa, liệu vị chủ mộ này còn sống hay không? Y chắc hẳn đã chết vài ngàn năm rồi, thậm chí vài chục ngàn năm rồi ấy chứ. Chẳng lẽ linh hồn của y không tiêu tan, vẫn bảo tồn được tới bây giờ hay sao? Chẳng lẽ còn có người tế tự y sao? Tân Hỏa cũng ngẩn ra. Thông qua lê dân bách tính, tế tự là có thể khiến linh hồn bất diệt, đúc nên kim thân.
Thế nhưng trên đời này nào có linh hồn nào bất tử đấy. Thần ma chết rồi, dù có lê dân tế bái thì cũng lắm chỉ giữ được 1-2 vạn năm, sau đó sẽ hồn phi phách tán thôi. Chẳng lẽ y có bí pháp gì đó có thể giữ được hồn phách hay sao? Tân Hỏa cũng không thể nào hiểu nổi. Thánh linh sao? Trung Nhạc quan sát cốc hoa sen chưa nở kia nói: Tân Hỏa, thánh linh còn mạnh hơn cả nhật nguyệt song linh ngữ. Ừ, đúng vậy. Nhật linh và nguyệt linh là hai linh mạnh nhất trong số các thần linh. Nhưng thánh linh thì đã vượt ra khỏi phạm trù thần linh rồi, mạnh hơn nhật nguyệt song linh rất rất nhiều. Cơ mà ngươi đừng có thèm muốn làm gì. Cốc thánh linh này chỉ dùng linh của ngàn thần, ngàn ma luyện chế ra, chưa có trưởng thành, chưa được gọi là thánh linh đâu. Trong đó có ăn niệm của ngàn thần ngàn ma, lấy được nó tất sẽ chết thôi. Tân Hỏa nhắc nhở: Ngàn thần ngàn ma bị người ta cướp mất linh, há có thể cam tâm tình nguyện được đây. Gốc thánh linh này tập trung linh của ngàn thần ngàn ma, đồng thời cũng tập trung cả oán niệm và nguyên rùa của bọn họ. Với cái thân thể nhỏ tí xíu hiện giờ của ngươi, hoàn toàn không thể chống chịu được nguyên rùa của thần ma, nên ngươi đừng có nảy cái ý định cướp thánh linh làm gì. Trung Nhạc khẽ than, quả thực hắn định lấy thánh linh, bởi thánh linh được linh của ngàn thần ngàn ma nuôi dưỡng, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết sẽ vô cùng mạnh. Dùng linh loại này tu luyện chắc chắn sẽ đạt được thành tựu không hề nhỏ. Có được thánh linh cũng chưa chắc đã có thể siêu thần nhập thánh, mà lấy được linh bình thường cũng chưa chắc đã không có tiếng tăm gì. Mọi việc đều là do người làm. Ở thời đại Thái Hạo Phục Khí, ở năm đó cũng có vài người có được thánh linh, nhưng người leo lên vị trí Phục Khí Thiên Đế thì chỉ có Thái Hạo, kẻ đã tu luyện nhật nguyệt song linh. Tân Hỏa nói: Mà Tại Hoàng không phải lấy được nhật linh liền khai sáng ra thời đại hỏa kỳ hay sao? Thánh linh này tuy tốt nhưng cũng là đại hung chi linh, với oán niệm của ngàn thần ngàn ma, kể cả thần cũng không chịu được, nên chẳng có ích lợi gì với ngươi cả đâu. Với lại giờ nó chưa nở nên có lấy đi cũng là vô dụng. Trái lại, quỳnh tương trong ao này chính là thứ tốt đấy, năng lượng của mấy ngàn thần ma thần linh tạo nên linh tương. Ưu điểm lớn nhất là tầm bổ linh hồn, khiến nguyên thần lớn mạnh, là loại bổ dưỡng nguyên thần tối thượng đây này. Trung Nhạc nghe vậy liền hóa tinh thần lực thành một thùng gỗ, đi tới bên cạnh ngọc trì. Tân Hỏa vội vàng nói: Không, không dùng tinh thần lực được đâu. Nếu dùng thùng gỗ biến thành từ tinh thần lực thì đừng mong múc được chút linh tương nào, bắt buộc phải dùng vật thật. Hơn nữa cái thùng kia của ngươi quá to, có rót hết linh tương vào cũng không đủ làm đầy đáy thùng được đâu. Trung Nhạc thẹn thùng, chỉ là hiện giờ hắn không mang theo bình ngọc linh tương, không thể chứa được đám linh tương này. Tân Hỏa chớp mắt nói: Uống, Nhạc tiểu tử. Người há miệng hấp một ngụm vào rồi lập tức bỏ cháy, đừng có cây đầu lái. Trung Nhạc cũng chớp chớp mắt hỏi: Uống một ngụm rồi chạy sao? Thánh linh dù chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng dẫu sao cũng là thánh linh, nếu ngươi uống linh tương của nó, há nó có thể để yên cho ngươi được đấy. Tân Hỏa không chắc chắn cho lắm: Uống một ngụm rồi bỏ cháy thì mới né được công kích của nó thôi. Thánh linh do ngàn thần ngàn ma đúc luyện hẳn là rất mạnh, nhưng có lẽ chưa đủ mạnh tới mức xé được không gian đâu. Chỉ cần trốn vào trong truyền tống trận rồi phá truyền tống trận này đi, gốc thánh linh này sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa rồi. Nghe vậy, Trung Nhạc lập tức xoay người bước xuống tế đàn, đi vào cánh cửa truyền tống trận. Đạt tới truyền tống trận bên kia, Tân Hỏa buồn bực nói: Nhạc tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Trung Nhạc gỡ lưu nhận ra, cắm phục xuống bên cạnh một cột đá, lại phóng 7 đạo kiếm khí ra, bố trí kiếm trận thất thức xung quanh cột đá kia nói: Bố trí chuẩn bị cho phá trận trước, tránh khi bỏ chạy không kịp phá trận. Tân Hỏa nhiều khi không đáng tin cậy chút nào, bởi vậy hắn phải bố trí thỏa đáng trước, miễn cho tới lúc ấy lại không kịp ứng phó. Xong xuôi, hắn lại bước vào truyền tống trận, đi lên tế đàn, tới bên cạnh ngọc trì. Uống một ngụm rồi lập tức bỏ cháy, đừng có lề mề. Tân Hỏa vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm cây sen ở giữa ngọc trì. Trung Nhạc cúi người, hút mạnh một hơi, linh tương lập tức bị hắn hút lên, rơi vào trong miệng của hắn. Hắn uống xong một ngụm này, có thể thấy mực linh tương trong ngọc trì đang giảm xuống. Một ngụm này không hề nhỏ hơn thùng gỗ vừa rồi, hoàn toàn là muốn uống cạn cả ngọc trì. Tân Hỏa cũng ngẩn ra, vội thét lên: Máu cháy!
Trung Nhạc không xoay người mà hai chân nhún xuống, thân hình như tên rời cung bắn ngược ra ngoài, nhanh chóng từ tế đàn vọt tới truyền tống trận kia. Cùng lúc đó, búp sen trong ngọc trì đột nhiên bùng nổ, thần uy khủng bố kéo tới, trong chớp mắt liền chấn áp tinh thần lực của Trung Nhạc, làm cho hắn không thể sử dụng tinh thần lực, không thể quan tưởng. Lúc này đây, bất cứ loại thần thông nào đều như mất hiệu quả. Bốn phía xung quanh biến thành một không gian vô pháp vô thiên. Xoẹt một cái, Trung Nhạc bắn vào trong cánh cửa truyền tống trận, vội qua lại nhìn thì thấy những chiếc rễ trắng toát thò ra từ trong ngọc trì, điên cuồng biến to, múa may quay cuồng, hệt như những con bạch long to lớn giữa không trung, rồi sau đó hung hăng đâm tới phía hắn. Ngay sau đó, Trung Nhạc xuyên qua truyền tống trận, định dùng tinh thần lực phát động kiếm thất thức, nhưng tinh thần lực vẫn bị thần uy chấn áp. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức bắt lấy liêu nhận, vung lên chặt cột đá của truyền tống trận. Tia lửa bắn tung tóe, đá vụn văng ra khắp nơi, nhưng cột đá này chính là cửa truyền tống trận do yêu thần Minh Vương tạo nên. Một đao này của Trung Nhạc không thể phá được cột đá, đồ đằng văn vẫn được vận hành. Gãy cho ta! Trung Nhạc thét lên, cơ bắp toàn thân chấn động. Hắn dốc hết tất cả sức mạnh vào trong đao, rồi vung đao lên chém xuống. Ầm một tiếng, cột đá cuối cùng cũng bị hắn chặt gãy. Đúng lúc này, những sợi rễ to lớn phủ kín long lân kia thò vào trong cánh cửa, mang theo khôn cùng uy năng đâm tới hắn. Ầm một tiếng, cánh cửa truyền tống sụp xuống, không gian tan vỡ. Rễ kia vừa thò đến liền bị không gian đang vỡ ép cho quay trở về. Không gian như miếng thịt nảy lên hai cái rồi bình thường trở lại. Trung Nhạc thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Bỗng hắn thấy không gian phía trước nảy lên thật mạnh. Sau đó, không gian hệt như một tấm màn đen bị một thứ gì đó có hình dạng như xúc tu đẩy ra, rồi hung hăng đâm tới phía hắn. Tần Hóa, không phải ngươi nói thánh linh này không có khả năng phá vỡ không gian ư? Trung Nhạc sởn tóc gáy, vội thả người bỏ chạy, chân liên tục đạp không trung, phóng đi như điên. Tấm màn đen kia đâm mạnh vào thông đạo, khiến thông đạo sau lưng Trung Nhạc lập tức sụp đổ, hóa thành bột mịn. Không gian hệt như một tấm màn đen bị vén lên, liên tục rung rung, từng cái rồi từng cái có hình dáng hệt như xúc tu liên tục đẩy không gian mà đâm tới. Thông đạo sau lưng Trung Nhạc bị đâm trúng, không ngừng sụp xuống. Vù! Hắn ra sức nhảy ra khỏi thông đạo, mà phía sau hắn là một đống đổ nát. Ngay cả cánh cửa thông xuống bên dưới do quái vật để lại cũng bị một loại năng lượng không thể nào tưởng tượng được phá hủy, cùng cả chiếc chìa khóa mà Trung Nhạc không kịp tháo xuống. Gốc thánh linh này quả thực có năng lực phá vỡ không gian. Tân Hỏa chui vào trong thức hải của hắn, nhanh chóng nói: Nó cách không gian mà tấn công ngươi, mạnh, thật quá mạnh đi. Có được uy năng mạnh như vậy, chứng tỏ nó cách lúc trưởng thành cũng không còn xa. Trung Nhạc như tia chớp lao ra khỏi yêu thần Minh Vương Cung. Bên ngoài là 108 bậc thang. Hắn dẫm lên bậc ấy mà chạy như điên. Nơi chân đặt xuống, vô số đồ đằng văn tự động diễn sinh khắc chế phong cấm đồ đằng văn ở trên bậc thềm, khiến phong cấm không thể bùng phát uy lực được. Cùng lúc đó, linh tính từ trong linh tương mà nãy hắn uống vào bắt đầu bộc phát. Nguồn năng lượng cuồng bạo ùa tới linh hồn. Trung Nhạc nhanh chóng cảm thấy hồn phách và linh của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Linh hồn hay còn gọi là nguyên thần là thứ rất khó để tu luyện. Nhờ có nội đan thần thú mà Trung Nhạc mới có thể tu luyện nhanh chóng như vậy. Chỉ có nửa năm mà hồn phách của hắn đã được luyện tới cao 1 trượng 2, so với nguyên thần cao 10-20 trượng của luyện khí sĩ thoát thai cảnh thì còn một khoảng cách không hề nhỏ. Tu luyện linh hồn càng về sau càng khó, không phải là do tốc độ tu luyện chậm đi, mà là do mỗi một tấc linh hồn khi tăng trưởng đều cần nguồn năng lượng gấp đi rất nhiều lần lúc trước. Nhất là nguyên thần 20 trượng, muốn tăng một phần lên thì nguồn năng lượng so với lúc trước phải gấp mấy trăm lần, nên thời gian tiêu hao cũng gấp mấy trăm lần. Ấy thế mà linh tính trong linh tương vọt tới, khiến linh hồn của Trung Nhạc tăng trưởng nhanh chóng, chỉ trong giây lát mà đã cao tới 1 trượng 6. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc hắn vọt ra khỏi tế đàn, chạy tới truyền tống trận, phá hỏng truyền tống trận, rồi vọt tới Minh Vương Cung, rồi lao ra ngoài cung, linh hồn của hắn đã tăng tới 2 trượng, mà vẫn còn đang trong đà phát triển. Đây không chỉ là hồn phách tăng trưởng, mà linh cũng tăng trưởng. Trong 2 tròng mắt của hắn, Nhật Linh và Nguyệt Linh được linh tương tưới nhuần,
khiến nguồn năng lượng chất chứa trong đó càng thêm kinh khủng, trở nên càng mạnh. Thậm chí Trung Nhạc còn cảm thấy một đạo thuần dương linh khí được sinh ra bên trong Nhật Linh, mà trong Nguyệt Linh thì sinh ra thuần âm linh khí. Đây chính là âm dương nhị khí. Muốn luyện nên âm dương nhị khí là chuyện cực kỳ khó. Tân Hỏa cho hắn luyện nên song linh mục đích chính là âm dương nhị khí. Đây vốn là chuyện mà Trung Nhạc có thể làm được khi đạt tới Kha Luân cảnh, không ngờ giờ lại làm được. Quan Tưởng Tuệ Hoàng, mau, mau Quan Tưởng Tuệ Hoàng! Tân Hỏa vội vàng thúc giục. Linh tướng là thần dược do mấy ngàn loại tinh linh luyện ra, không thể để bên ngoài trong thời gian quá lâu được, tác dụng cũng không giữ được trong thời gian dài. Không lâu nữa năng lượng trong nó sẽ xói mòn hết thôi. Nhân lúc này hãy luyện chế hết tất cả năng lượng của linh tướng và trong linh hồn của ngươi đi. Trung Nhạc phóng xuống thềm đá, còn bên trong thức hải, linh hồn Quan Tưởng hình thái tại hoàng, đồng thời một tòa cung điện hùng vĩ đồ sộ rầm rầm mọc lên từ bên trong thức hải. Bên ngoài cung điện phủ kín hỏa lưu kim, vô số đồ đằng văn hiện lên, chính là hỏa kỳ cung. Trung Nhạc tự biết đây là cơ hội hiếm có, chỉ Quan Tưởng tại hoàng không thì không thể luyện hóa được nhiều linh tính như vậy, cho nên hắn Quan Tưởng luôn cả hỏa kỳ cung. Tại hoàng tọa trấn hỏa kỳ cung, luyện hóa linh tính trong linh tương, liền thấy tại hoàng do hồn phách Trung Nhạc biến thành trở nên càng lúc càng cao lớn, tràn ngập thần uy, hệt như một vị thiên đế thời viễn cổ vậy. Linh tính trong linh tương bị hắn điên cuồng hấp thu, mà Nhật Linh và Nguyệt Linh trong đôi mắt Trung Nhạc càng thêm mạnh mẽ. Trong Nhật Đồng, Tam Túc Kim Ô há miệng nuốt lấy Thái Dương chi hỏa hừng hực, còn trong Nguyệt Đồng thì Tinh Thiềm nuốt lấy tinh hoa của mặt trăng. Những dòng âm dương nhị khí sinh ra từ trong cơ thể Kim Ô và Tinh Thiềm càng lúc càng nhiều. Cùng lúc đó, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đỡ lẫn nhau chạy tới bậc thang thứ 80. Trung Nhạc vọt tới, giơ tay túm lấy cả hai, rồi như cuồng phong mà chạy xuống. Cả hai đều thấy khó hiểu, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng nổ ầm vang lên. Cả hai vội quay đầu nhìn lại thì thấy Yêu Thần Minh Vương Cung to lớn đã ầm ầm sụp đổ, bụi mù ngập tràn. Cả hai khiếp sợ, không rõ đang có chuyện gì xảy ra. Trung Nhạc túm cả hai nhanh chóng chạy xuống bậc thềm. Ở phía sau, tiếng nổ vang lên không dứt, bậc thang dần tan rã, bị nguồn sức mạnh chuyển tới từ trong không gian chấn vỡ. Thứ gọi là phong cấm của Yêu Thần Minh Vương hoàn toàn không ngăn cản được gì. Thánh linh hoa sen kia tuy không thể phá được không gian lao tới, nhưng tấn công cách không gian này thì phong cấm của Minh Vương đặt ra không cách nào cản được. Cuối cùng cũng xuống khỏi 108 bậc thang, Trung Nhạc liền phi đi, tốc độ nhanh hơn cả âm thanh. Hai chân của hắn điên cuồng di chuyển, đạp không lao vọt đi. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội chưa hết chấn động, lại thấy ngọn núi nơi Yêu Thần Minh Vương cung tọa lạc đang sần sần sụp xuống mà vỡ nát. Cả một ngọn núi lớn cao tới nghìn trượng trong lòng đất cứ thế biến mất. Không gian rung chuyển dữ dội, hệt như một con yêu ma quỷ quái vô hình đang tàn phá. Mãi một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại. Trung Nhạc dừng chân, thả hai người xuống, thở hồn hà hồn hển. Xúc tu của quái phía sau không đuổi theo nữa, chắc là do khoảng cách quá xa, mà sức mạnh của gốc thánh linh kia không thể vượt qua không gian xa xôi như vậy. Hai người hoảng hồn khiếp sợ, mãi một lúc lâu sau mới không người cảm ơn Trung Nhạc. Ngư Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm. Long Nhạc huynh đã hai lần cứu tính mạng của bọn ta, Huyền Cơ quả thật không biết phải lấy gì báo đáp huynh cả. Sau này có việc Long Nhạc huynh cứ báo. Hồ Thất Muội chần chừ một chút, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói: Long Nhạc huynh đã có thể thất gì hay chưa, chi bằng người ta làm thiếp để báo đáp huynh đi. Trung Nhạc vội khoát tay: Thất Muội, đừng như vậy, ta coi các ngươi như là bằng hữu thôi, các ngươi gặp nạn ta tất nhiên phải giúp đỡ rồi. Nếu ta có gặp khó khăn gì, cả hai cũng sẽ dốc sức cứu ta, có đúng không nào? Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ lướt nhau đều cảm thấy xấu hổ. Bọn họ đi chung với Trung Nhạc vốn là để chặn đánh đám cao thủ yêu tộc khác, kỳ thật lòng đều coi đối phương là đối thủ cạnh tranh. Đến Hắc Sơn bí cảnh, cả Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều hiểu rằng nếu gặp phải Trung Nhạc nhất định phải đánh hết sức, tranh lấy danh hiệu đệ tử của Thánh Thành Chủ. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng Trung Nhạc đã hai lần cứu bọn họ, làm cho cả hai đều thấy hổ thẹn khi nghĩ tới suy nghĩ ban đầu của mình. Ngư Huyền Cơ cười ha ha, giơ tay nắm chặt lấy bàn tay của Long Nhạc. Long Nhạc huynh, huynh chính là bằng hữu tốt của ta.
với ta cũng như vậy. Hồ Thất Muội cũng vỗ tay thật mạnh với Trung Nhạc cười nói. Lúc này Ngư Huyền Cơ nhìn ra phương xa, lòng còn sợ hãi. Tại sao yêu thần Minh Vương Cung lại sụp đổ như vậy? Chẳng lẽ bên dưới đó có chấn áp một con quái vật to lớn hay sao? Minh Vương Cung sụp rồi, chôn vùi theo bao nhiêu bí mật không thể biết được nữa rồi. Trung Nhạc thở dài nói. Hey, ta động phải mấy cấm chế bên trong, dẫn tới phản ứng dây chuyền mới khiến cả tòa cung điện sụp đổ như vậy. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều cảm thấy nghi ngờ, bởi tình hình ban nãy không giống là động phải cấm chế, mà như một con yêu ma quỷ quái đang tàn phá khắp nơi. Nhưng dẫu sao Trung Nhạc có ơn với bọn họ nên cả hai không tiện hỏi nhiều. Thức hải của Trung Nhạc quay cuồng, năng lượng trong linh tương đang không ngừng khiến linh hồn của hắn tăng trưởng. Nay tu vi và linh hồn mạnh hơn lúc trước mấy chục lần. Tuy hiện giờ hắn chưa tu luyện thành nguyên thần chiến đấu, lực chiến đấu của linh hồn không tăng nhiều, nhưng mấy chục lần này vẫn vô cùng khủng bố. Thậm chí Trung Nhạc còn cảm thấy năng lượng có trong linh hồn của hắn đã vượt qua bản thân, có thể so với nguyên thần chiến đấu của luyện ký sĩ Kha Luân Cảnh. Điều quan trọng là hắn quan tưởng Tuệ Hoàng và Hỏa Kỳ Cung cực đúng lúc, nên không để linh tính trong linh tương bị xói mòn nhiều. Lúc này linh hồn của hắn cũng đã cao tới 6 trượng, tương đương với 3-4 năm khổ tu, mà linh tương vẫn còn đang khiến cho nguyên thần của hắn tăng lên. Với tốc độ này, qua nửa canh giờ nữa thôi, ta có thể tu luyện tới giai đoạn thoát thai cảnh đại viên mãn được rồi. Thoát thai cảnh chủ yếu là tu luyện về linh hồn, sau khi linh hồn nhất thể, khiến linh hồn tăng trưởng, tạo nên nền tảng vững chắc cho khai luân cảnh. Với khai luân cảnh, cần phải luyện linh hồn thành nguyên thần chiến đấu, mở ra các loại bí cảnh nguyên thần như ngũ hành luân, vạn tượng luân. Bởi vậy, cần phải có nguyên thần cực kỳ hùng mạnh. Mà nếu luyện khí sĩ thoát thai cảnh không có linh hồn đủ mạnh thì không thể khai luân. Có một số luyện khí sĩ cả đời đều đứng ở thoát thai cảnh. Nguyên nhân là vì linh hồn của bọn họ tăng trưởng quá chậm, linh hồn quá yếu, không thể khai luân mở ra bí cảnh. Trung Nhạc tim đập thình thịch, bởi tốc độ tăng lên này thật quá đáng sợ. Các luyện khí sĩ khác phải mất vài thập niên mới làm được, mà linh tương chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể làm được. 6 trượng 5, 7 trượng, 7 trượng 5, rồi 8 trượng. Linh hồn của hắn không ngừng trưởng thành. Ở trạng thái quan tưởng tuệ hoàng khiến việc hấp thu linh tính trong linh tương càng thêm nhiều, đưa tới các ngóc ngách của linh hồn tầm bổ nhật nguyệt song linh. Long Nhạc huynh, ngươi giết Đằng Vương rồi, thì Lưu Lê Quân liền tới tìm ngươi, định giết ngươi. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đứng dậy cùng Trung Nhạc đi ra ngoài Hắc Sơn bí cảnh. Ngư Huyền Cơ thở hổn hển kể qua chuyện của Thiên Yêu Lê Quân. Y định làm ngư ông, kết quả chưa kịp vào Minh Vương Cung thì đã bị đẩy ra ngoài, mất mặt, cảm thấy ngươi núp trong Minh Vương Cung không dám ra ngoài nên đã đi rồi. Này Long Nhạc huynh, phải nói là đạt được hết truyền thừa của yêu thần Minh Vương, với độ lượng của y chắc chắn sẽ không để cho ngươi sống đâu. Thiên Yêu Lê Quân rất có tiếng tăm trong Hãm Không Thành, lại là đệ tử thân truyền bí mật của Thánh Thành Chủ. Trong mắt của y, chúng ta đều là tùy tùng. Mà ngươi giết Đằng Vương, biểu hiện quá xuất sắc như vậy, đã uy hiếp tới địa vị của y, nên chắc chắn y sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồ Thất Muội nói với sắc mặt tái nhợt. Đến Hãm Không Thánh Thành, y chắc chắn sẽ gây chuyện ra tay với ngươi, bởi vì y nắm chắc sẽ đánh bại được ngươi. Dẫu sao thời gian y tu luyện yêu thần Minh Vương Quyết lâu hơn ngươi. Thế nhưng để lâu thì sự chắc chắn ấy của y sẽ nhỏ lại. Ngư Huyền Cơ khụ khụ một tiếng tiếp lời. Cho nên khi tới Hãm Không Thánh Thành, nếu gặp phải khiêu khích, mong Long Nhạc huynh hãy nhẫn nại thêm chừng 2-3 năm rồi xử lý tên đều giá Lê Quân kia cũng được. Trung Nhạc gật đầu nói. Đa tạ hai vị đã nhắc nhở. Thiên Yêu Lê Quân lại có tính cách như thế sao? Hồ Thất Muội lắc đầu nói. Y là đệ nhất mỹ nam tử của yêu tộc, có rất nhiều người ủng hộ, lại giao hảo với các thế lực lớn, chỉ cần hô một tiếng thôi là ai cũng sẽ hưởng ứng y. Có ai ngờ rằng y lại âm hiểm như vậy. Nhớ năm đó khi ta thấy y, trái tim còn đập thình thịch. Y cười với ta, ta sẽ thét lên. Giờ ta chỉ có phỉ nhổ vào y mà thôi. Ngư Huyền Cơ nói. Tùy nói như thế, thế nhưng thực lực của y quả thực rất mạnh, mạnh hơn Đằng Vương, là đệ nhất cao thủ ở thoát thai cảnh. Long Nhạc huynh phải nhẫn nại
phải trở thành đệ tử quan môn của thánh thành chủ rồi mới tính tiếp được. Nếu không bị y tìm cớ giết chết đi thì chẳng còn gì cả. Trung Nhạc lại gật đầu nói, ta sẽ chú ý, hai người cứ yên tâm. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.